mấy người giàu ha, là người ta luôn nghĩ á là mấy cô gái đó làm quen với họ để mà bòn rút tiền của họ thôi. Em nói thiệt á, em thấy á, ban đầu mới quen nhau hả, hào phóng chi tiền ra đủ thứ luôn để lấy lòng, tới chừng được rồi hả là bắt đầu nha chi ly từng đồng từng cách tính toán. Đàn ông lại vậy á, không có ở được đâu nha. Ủa, bộ bị rồi hả? Gì? Thì bộ bị rồi hay sao biết rành vậy? Nghĩ sao em bị, bạn em bị, còn em á thấy vậy á là tránh liền, ngu sao đâm đầu vô, đúng không? Thiệt luôn á, thà lấy người mà người ta nghèo tiền bạc mà người ta giàu tình cảm thì biết chia sẻ với mình, hơn á là sống với mấy người giàu có, họ coi mình giống búp bê vậy đó, vui á thì chân trong tủ, còn buồn á thì liệt như thùng rác luôn. Trời, búp bê người ta phải đẹp chứ búp bê xấu quắc như bà ai mà thèm bơi. Nói gì vậy? Thôi giỡn mà. Tôi xấu cho mấy người đẹp à? Sao? Dầm cái đầu kìa, Đầu tôi sao? đầu châm bơm. Nghĩ sao mà để cái đầu vậy mà đi cua gái vậy? Vậy mà cô được mới hay. Trời. Ha, mà nói thiệt nha, mốt gì á tôi vẫn đi tỉa cái đầu á, không có để cho cái đầu vậy đâu. Cắt tóc hả? Trời, cô cắt tóc rồi không sợ tôi thay đổi hả? Thay đổi gì? Chứ nữa, tôi mà cắt tóc gọn gàng, xin lỗi giờ không tới lượt cô đâu nha cô. Con gái nó bu rồi, tới chuyện đó đừng có la nha. Mắc gì? Chuyện của anh hai má tính làm sao? Má cũng đang rối quá trời. Nó có người thương thì cũng mừng, mà giờ nhà mình đang nợ nần như vậy, ba má hai con lo muốn bạc đầu. Má đâu có dám mở miệng lo chuyện cưới xin cho nó. Mà bây giờ bắt tụi nó chờ đợi, tụi nó lỡ duyên thì má lại ân hận. Bà hai nói á, là hay là mình xin cho anh hai á lấy chị Di đi. Có gì á, mình làm mâm cơm rồi mình cúng lên ông bà, cho mình nợ lại cái đám cưới, rồi sau khi mà mình trả nợ cho bà Sáu Béo xong á, rồi cái mình cưới sau cũng được mà. Nói vậy sao được? Con nhà người ta có ăn có học đàng hoàng, thằng Hiếu có phước lắm mới được nhỏ đó thương á. Bây giờ mặt mũi nào mà qua xin người ta cho con mình lấy không vậy? Con thấy cứ yêu Ba. nhau thì cưới nhau Về đi. kìa. Hay Ủa, ha, hai nè anh ba ơi. ba. Hai má con bà rảnh quá ha, giờ ngồi đây nhiều chuyện ha. Ha. Hả? Trời đất, gì vậy? Sao? Nè, Dạ. cái chuyện con với anh Di á, con tính làm sao? Trời, con với Di ngon lành. Chị ngặt cái chỗ ông thầy má ơi, con lo lắm không chịu. Bởi vậy má mới hỏi coi con tính làm sao nè. Anh hai với chị thương gia là được rồi. Tới luôn anh hai. Anh ba nói dễ quá ha. Tới là tới làm sao? Trong khi nhà mình đó hả? Trời ơi, chỉ cần hai người thương giao thì sao cũng được. Nói vậy sao được, còn lễ nghĩa phép tắc nhà người ta nữa làm chi. Má cứ theo đúng phép tắc thì ba anh em con ở giá chắc luôn á. Con không có giá đâu nha. Con làm gì mà con vật lộn với áo từ sáng giờ lây quay hoài không xong vậy? Dạ, con muốn sửa cái áo theo ý của con mà sáng giờ con làm hoài chưa xong nữa. Áo của con hay áo của ai? Con lấy trúng cái áo bị lỗi, tính đem đổi rồi. Nhưng mà thôi, để con sửa thử coi được không. Coi như tiêu cái áo này rồi. Ba này, phải thử coi mình mới biết mình có làm được hay không. Mấy bữa nay con bán được không vậy? Dạ, được lắm đó ba. Hỏi vậy thôi chứ đi bán về ba thấy mặt con tươi vậy là ba biết con bán được rồi. Dạ. Nè, Di, Dạ. mấy bữa nay thằng Hiếu có ra làm rộn con nữa không? Trời ơi, nghĩ sao không ba? Không có ảnh. Vậy con cố tình cãi lời ba đúng không? Con nhất định theo thằng đó hả? Thiệt tình, đúng là con với cái. Dạ, ảnh tốt mà ba. Tốt cái gì mà tốt hả? Con bị mờ mắt rồi con biết không? Con mà để nó theo hoài như vậy hả? Có ngày lãnh hậu quả đó. Tới lúc đó đừng có ngồi mà khóc. Thứ con gái mà thất thân rồi á, người tử tế không ai thèm đâu. Ba, Ba thì sao? bà cứ nghĩ xấu cho con không à, làm gì có mấy chuyện đó. Sao không có?
Con cãi hoài người ta nói gì con không nghe, con cãi lại à, không chịu nghe lời. Đúng là con với cái mà. Gì? Cái gì đó? Kêu ai vậy? Dạ, chào bác. Tôi nói cậu bao nhiêu lần rồi, tôi nói không đồng ý cho cậu qua lại với con gái của tôi. Sao cậu lì quá vậy? Qua đây làm gì? Dạ, bác cho con vô nhà thư chuyện chút. Vô đi. Dạ. Cái gì vậy? Hả? Dạ, thì con đi vô. Làm gì vậy? Cổng sao không vô? Dạ. Ngang tàn quen rồi thấy không? Có cổng không đi, leo rào vô kìa. Có vượt rào không à? Dạ. Khỏi cần, khỏi chào, khỏi thưa. Vô thẳng vấn đề luôn. Sao cô lì vậy? Cậu cố tình qua mặt tôi hoài vậy? Ờ, muốn nói gì? Vô đây nói gì? Dạ, con biết là bác không đồng ý. Nhưng mà chuyện này là chuyện riêng của con với Di. Chỉ cần con với Di đồng ý với nhau là được rồi. Cái gì? Anh nói gì vậy? Cậu nói như vậy là sao chứ? Có nghĩa là cậu không cần tới ý kiến của cha mẹ ông bà đúng không? Cậu không cần biết trên dưới, không cần biết phép tắc gì hết trơn đúng không? Ba... Con đâu làm gì sai đâu. Với lại con cũng đâu làm gì có lỗi với ông bà tổ tiên đâu. Chỉ là vì con thương Di thôi mà. Đó, con nghe nó nói chưa? Đồ vô học. Tôi nói cho cậu biết, con gái tôi là đứa nết na, có học hành, có giáo dục đàng hoàng, chứ không phải cái thứ bà đâu rồi yêu đó. Bà... Không phải cái thứ mèo mã gà đồng. Để cho cậu muốn tới là tới, muốn đi là đi. Dạ không, con chỉ muốn tới chứ con không muốn đi. Dạ. Dạ thưa bác. Em đến nước này rồi em nói cho bác biết luôn đi. Nói dạ gì? Tụi con đã... Cậu mới nói gì? Hãy đưa con đã cái gì? Đã cái gì hả? Dạ. Dạ bác cứ tức giận đi, dù gì thì tụi con cũng đã... Gì? Dạ. Con với anh đâu có gì đâu. Chỉ là con... Con làm như vậy mà coi được hả? Con... Dũng ơi là Dũng con... Đã tới nước này. Dạ tới nước này bác cho tụi con lấy nhau là được rồi. Nói chuyện với cậu. Ba ơi, ba. Đúng rồi. Ba kiếm gì vậy ba? Dạ bác kiếm này phải không? Đứng đây. Anh. Dạ giờ con đứng sẵn đây, ba muốn đánh muốn đập gì cũng được, miễn bác cho con kiếm gì lấy nhau là được rồi. Đừng sao không dám đánh hả? Ba ơi ba, tôi xin ba mà ba đừng đánh ba ơi. Bây giờ cậu tính sao? Dạ con đâu tính gì đâu, con chỉ muốn cưới Di làm vợ thôi. Được rồi. Cậu nhắm cậu nuôi nổi nó không? Hả? Dạ nổi chứ. Vậy là bác chịu hả bác? Bác chịu rồi. Dạ con cảm ơn bác. Dạ con cảm ơn ba. Này. Dạ. Cổng kìa. Hả? Cổng kìa. Dạ. Leo rào quen rồi thấy không? Dạ. Ba tưởng con là con gái nết na đoan chính cho nên ba mới làm dữ với nó. Ba đâu có dè. Con như vậy á thì ba không biết ăn nói sao với người ta nữa. Đúng là đồ hư hỏng. Dạ con xin lỗi ba. Xin lỗi thì được cái gì? Đúng là khôn ba năm dạy một giờ mà. Phải chi má con còn sống thì đâu có đến nỗi như vậy. Thiệt tình thì con với anh Hiếu á. Di à. Ai mà đông dữ vậy? Dạ gia đình của anh Hiếu đó ba. Ai mời tới vậy? Dạ chào ông thầy.
Dạ chào ông thầy. Dạ chào thầy. Dạ chào ba. Mời ngồi. Tôi hân hạnh được tiếp ai đây? Dạ xin ông thầy thứ lỗi vì sự đường đột của gia đình tôi. Dạ. Dạ dạ đây là cô Lượm, má của ông Hiếu. Dạ chào ông thầy. Dạ má con ba. Tôi với vợ tôi á là coi như là người trong gia đình rồi. Thằng Hiếu á tội nghiệp lắm, nó mồ côi cha. Hôm nay á coi như tôi thay mặt cha nó qua đây á thưa chuyện với ông thầy. Đúng là đường đột thiệt. Bây giờ tôi chưa biết phải nói làm sao nữa. Trước hết thì tôi xin thay mặt Hiếu xin lỗi ông thầy vì cháu nó chưa xin phép người lớn mà nó đã dám làm cái điều mà người lớn chưa cho phép. Thứ nữa, tôi cũng xin phép được biết ý định của ông thầy đối với chuyện của hai đứa nhỏ như thế nào. Dạ. Mọi người đã cất công qua đây rồi á, tôi nói luôn. Phải nói là tôi rất giận. Dạ. Tôi đã nói với con Di á, là nói với thằng Hiếu không xứng không hợp, nhưng mà con Di nó không chịu nghe. Nhưng dù gì á, bây giờ mọi chuyện đã dở lỡ hết rồi. Thôi thì trời không chịu đất á, thì đất cũng phải chịu trời. Nhưng tôi mong gia đình bên đó hiểu cho cái sự thiệt thòi của con gái tôi. Dạ. Mà làm cho nó một cái đám cưới thiệt xứng đáng để rỡ ràng với dòng họ. Tôi rất biết ơn sự rộng lượng của ông thầy, không chấp nhất chuyện sai trái của mấy đứa nhỏ. Nhưng tôi cũng xin thưa thật tình cảnh của gia đình tôi, để mong ông thầy thông cảm thêm một lần nữa, để cho tụi nó vui vẻ mà về với nhau. Bên đó còn chuyện gì nữa? Dạ còn chuyện vậy. Thằng em của ông Hiếu á, năm ngoái á, bị tai nạn và mất. Gia đình tôi phải vay tiền nóng bên ngoài để lo đám ma cho nó. Cho tới bây giờ tiền nợ tiền lời trả cũng chưa xong nữa. Bây giờ gia đình tôi nó thiệt tình không thể nào lo cái đám cưới rạng rỡ như tất cả mọi người mong muốn đâu. Dạ. Mà bắt hai đứa nhỏ nó chờ đợi để rồi nó lỡ duyên nó, tội nghiệp tụi nó. Hôm nay cả gia đình tụi tôi qua đây, thật lòng là cũng mong ông thầy nếu như yêu thương hai cháu nó thì cũng chấp nhận một cái lễ nho nhỏ đạm bạc ra mắt hai gia đình thôi. Và gia đình tôi xin hứa sau khi mà trả hết nợ rồi á, cả nhà tôi sẽ chung tay vô là lo cho hai cháu nó một cái đám cưới thiệt là xứng đáng. Dạ. Dạ. Nói vậy mà nói được à? Làm lễ thú phạt hả? Lấy trước cưới sau à? Ông bà có bị gì không vậy? Dạ. Dạ thưa, sao vợ? Gì à? Dạ. Bác biết là gia đình bác không có xứng đáng để có con dâu như con, nhưng con thương thằng Hiếu thì thương cho trót. Bác hứa sau khi mà trả dứt nợ thì gia đình không để cho con phải xấu hổ đâu con. Dạ thưa bác đừng có nói như vậy. Dạ lễ cưới chỉ là hình thức, là do người lớn thôi. Còn con chỉ biết nghe theo. Mà con đã thương anh Hiếu thì sao con cũng chấp nhận hết á. Gì? Có nghĩa là con chấp nhận đúng không? Hả? Tụi nó đã thương nhau vậy rồi thì ông thầy cũng kỹ lại mà thông cảm. Tôi biết làm vậy thì cháu Duyên cũng bị thiệt thòi, nhưng mà để hai đứa nhỏ nó lỡ duyên còn khổ nữa. Vậy là bây giờ chỉ có ra mắt thôi đúng không? Dạ, dạ. Không có đám cưới đúng không? Dạ. Dạ hứa rồi, đám cưới thì sẽ làm sao? Dạ làm sao? Dạ làm sao thầy? Dạ. Gì? Dạ. Con thấy chưa? Con thấy là con hư hỏng, con phải trả giá như thế nào chưa? Dạ xin ông thầy đừng có quá lời. Gia đình tôi rất là trân trọng cháu Di, yêu thương quý mến và rất trân trọng cái tình cảm của nó dành cho thằng Hiếu. Mà vì hoàn cảnh ngặt nghèo của gia đình cho nên là để cho cháu Di phải thiệt thòi, gia đình tôi cũng đau lòng lắm thầy ơi. Thôi, nó muốn sao thì chiều vậy. Chuyện này tất cả là do con quyết định nữa nghe.
Có ra sao thì con phải tự chấp nhận chuyện này. Sau này con có khổ thì con phải tự con chịu lấy nghe chưa? Bây giờ không có đám cưới, con vẫn bằng lòng lấy nó đúng không? Dạ. Ba cảm ơn con. Ba cảm ơn con nghe gì. Đã không thay đổi được gì, các vị muốn làm gì thì làm đi. Dạ. Dạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Dạ, dạ. Con cảm ơn ba. Rồi chừng nào đi đăng ký kết hôn? Dạ. Tôi hỏi là chừng nào đi đăng ký kết hôn cho hai đứa nhỏ? Dạ. Dạ thưa ba, con không có giấy tờ tùy thân gì hết, thành ra là không có làm đăng ký kết hôn được đâu ba. Trời ơi, mấy người coi rẻ con gái tôi tới như vậy sao? Ba. Dạ. Ba ơi, cứ vậy qua dắt nó về bển được à? Dạ ba. Dạ xin ông thầy bình tĩnh. Dạ, mấy má con tôi trôi dạt lên đây gần 20 năm nay không ai có giấy tờ gì hết, cho nên con tôi không được đến trường, không đứa nào xin được việc làm đàng hoàng hết. Gia đình tôi phải chịu cảnh làm bữa nào xào bữa đó. Bây giờ cần có giấy tờ để cưới vợ cho con cũng không có. Tôi xin ông thầy thông cảm, thương giùm mấy đứa nhỏ, đừng trách tụi nó tội nghiệp lắm. Tôi xin ông thầy. Đó là chuyện trái ngược. Bắt gì con gái tôi phải chịu. Làm chủ gia đình tôi là sao? Ba ơi, mấy người ra khỏi nhà tôi. Kéo nhau tới đây uy hiếp anh tôi để mấy người dắt con tôi về hả? Muốn làm gì thì làm hả? Ra vậy sao? Ba, đi ra. Không đi làm vậy. Đi ra. Đi không? Đi không? Ba ơi, đi làm sao? Đi lại lên. Đi. Mấy người ra khỏi nhà tôi đi. Dạ thưa. Ra khỏi nhà tôi. Dạ thưa ba. Đi. Ba. Đi. Trời ơi. Ừ. Ông đang nóng giận vậy á, nói gì ông cũng không nghe đâu. Nói thêm nữa chắc khác nào như đổ dầu vô lửa thôi. Thôi về, về nhà rồi tính. Má, về sao má? Đi về con, đi về. Anh Trọng. Ừ? Anh nói gì đi. Nói gì? Anh nghĩ anh Hiếu với lại cái chị gì đó có lấy nhau được không? Khó lắm. Sao vậy? Dù hai người có thương giao cách mấy thì anh hai cũng chỉ là một người vô sản đúng nghĩa đen luôn. Nhưng mà chị đó thương anh Hiếu mà. Thì sao? Thương thì phải cưới, mà cưới thì phải có tiền. Muốn chung sống với nhau cũng cần phải có cái tổ nữa. Tụi anh trắng tay thì lấy cái gì mà lo. Anh hai tính anh ông nội, chứ anh thì anh không dám. Bộ anh có thương cô nào hay sao mà không dám? Không, là anh nghĩ vậy thôi. Anh nghĩ vậy không có đúng đâu. Khi đã thật lòng với nhau thì... Anh Hiếu. Anh hai. Anh hai ơi.
Anh Hai ơi. Dây. Sao rồi anh Hai? Ba chị không đồng ý anh Hai? Tao cũng không biết nữa. Vậy bây giờ anh tính sao? Ui, thì cha đi. Từ từ cũng nguôi tính. Nhưng mà... Ui. Mẹ Tuấn nè, con nói cô gái đó muốn làm công nhân hả? Dạ, mình muốn đi làm, muốn được mặc đồng phục giống như mọi người, muốn sống có tổ chức của xã hội đó mẹ. Vậy thì tốt quá. À, mà cô ta biết làm gì vậy con? Dạ, mình thì thích làm nghề may, nhưng có điều xin vô mấy xí nghiệp may hoài mà không có được. Ờ, xí nghiệp may người ta đâu có cần trình độ mà cũng không được nhận hả con? Dạ. Con à, con kêu cô ấy tới công ty của mẹ đi. Ờ, để mẹ coi có việc làm là thích hợp không. Thì cái mẹ, con cứ nói với cô ấy đi, rồi khi nào thuận tiện thì dắt cô ấy tới công ty của mẹ. Dạ, con cảm ơn mẹ. Có gì con báo, chắc là mận vui lắm đó mẹ. Chị Hợi. Ủa, sao mấy bữa nay em không ra bán? Chị tưởng đâu em ở ngoài đó chị ra kiếm quá trời. Dạ, tại vì em... Em sao vậy? Bệnh hả? Dạ, không có. Chị kiếm em có chuyện gì hả? Chị qua coi em có đồ mới không? Chị mua cho nhỏ em chị ở dưới quê mới lên. Dạ. Với lại chị biết là em có máy may, chị định nhờ em đạp giùm mấy chỗ xúc chỉ á. Nhớ nha, đạp cho ngay á. Dạ. Đừng có đạp ngoằn ngoèo đó. Dạ rồi, để đi chú em đặt cho chị. Ờ, nhưng mà đồ của chị chắc vài bữa nữa nha. Em mới ra bán mà khách kiếm như vậy là hên lắm đó, nghỉ uổng. Với lại người ta biết ở chỗ đó là có bán đồ rồi. Em mà nghỉ lâu á, người ta thế chỗ của em liền. Em mà quay lại khó lắm đó. Dạ chị, em biết rồi. Ờ, thôi chị để đồ ở đây nha. Nhớ sửa giùm chị sớm sớm đó. Dạ, dạ rồi, về nha. Dạ, chị về. Bác Huy ơi, bác Huy. Ba con nói là mời bác qua họp, hỏi những người cao tuổi. Ờ, vậy nói với ba con, bác qua liền. Dạ, con về. Ba. Gì? Con đi bán nha. Không. Ba nghe chị nói không? Bây giờ con mà không ra bán, có người khác thế chỗ bán liền à. Con phải tìm chỗ khác bán cực lắm đó ba. Thế hỏi ai muốn bán thì bán. Thôi không muốn bán gì hết đó. Con biết là ba sợ con ra bán con gặp anh Hiếu đúng không? Con đã nói là con ra đó, con chủ yếu là con muốn kiếm tiền để xoay sở trong nhà thôi. Chứ đâu phải gặp anh Hiếu đâu. Ba không thấy hả, nhờ con bán á, cho nên là mình mới có tiền xoay sở tiền điện, tiền nước. Đã nói không là không. Đi vô nhà. Bữa nay sao em nghỉ vậy? Bộ bệnh hả? Dạ không có gì, nhà em có việc thôi chứ không có gì đâu chị. Tôi tưởng là cô nghỉ luôn nên định kêu nhỏ em bán bên khu chế sức về để bán. Nó bán mình bệnh cũng đông khách, nhưng mà cũng quá trời người bán nên cô không lợi nhiều hết trơn á. Mình cô đây bán một chợ, bán ngon gần chết. Vậy hả anh? Vậy cô tính sao? Cô có tính bán tiếp không? Ừ,
tại vì em cũng có chút chuyện, chứ đâu có nghỉ luôn đâu. Ủa mà bữa giờ anh chị bán được không? Ờ, thì cũng lai rai. Hôm bữa bị mấy ông trật tự đô thị xuống hốt, cũng hên là có thằng Tứ qua phụ, cho nên mới qua phà. Chứ không là cái đống quần xin này nè, làm quà cho mỏng mất tiêu rồi. Tôi nói cô nghe nè, sắp tới lễ rồi, mấy ông dọn dẹp lòng lề đường hoài à. Đó, tụi tôi phải vừa bán vừa canh. Mấy đúng ông rồi. Tới là phải gom giọt liền, chứ không thôi là mất trắng cái đống quần xin này với đống dài rồi. Ủa mà em thấy đồ nhiều quá trời, sao anh chị chạy kịp? Dễ ở cả, đó. Lấy bốn cái đồ dây nè, coi anh quấn nè. Đó, tụi anh làm bốn góc nè. Mấy ông tới á là súm nhau, giọt chảy. Công nhận, hai anh chị có kinh nghiệm ghê luôn. Vậy vậy. Mấy ông tới rồi kìa, chạy lẹ. Nhanh đi. Trời ơi, chạy lẹ. Chạy lẹ. Còn đứng nữa. Lên lên. Rút lẹ lên. Cho em đi bán lại rồi hả? Không, em trốn đi. Thiệt tình, anh không biết phải làm gì bây giờ. Anh, hay là mình cứ sống với nhau đi. Ba thương em lắm, ba không bỏ em đâu. Không được đâu em, anh thương em nhiều lắm, anh không muốn làm em buồn. Còn ba em, anh cũng thương ba em lắm, anh cũng không muốn làm cho ba em buồn. Ba chỉ có mình em nên phải lo cho em là đúng thôi. Em, hay là anh tới nói chuyện với ba em lần nữa nha. Đằng nào thì ba cũng tưởng là giữa anh với em có chuyện đó rồi, chắc ba cũng sẽ nghĩ lại thôi. Chỉ vì ba nghĩ là mình đã rồi, cho nên ba buồn. Mà em thì lại không muốn thanh minh với ba. Tại vì em biết á, nếu như mà ba biết anh vẫn còn giữ mình cho em, thì chắc chắn ba sẽ kiên quyết ngăn cản hơn. Vậy giờ tụi mình không giữ nữa, làm thiệt đi. Anh nói giỡn thôi chứ sao vậy được. Tuy anh là kẻ thất học, nhưng anh cũng biết trân trọng tình yêu của anh. Anh muốn điều đó trở nên thiêng liêng của cả hai đứa. Anh muốn chỉ khi nào mình chính thức được về với nhau, thì lúc đó mình mới thuộc về nhau. Mình sẽ có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, em hiểu không? Mấy ổng đi hết rồi nè. Đã bán hai đứa ơi. Dạ. Dạ dạ. Anh nhớ em. Ra bán lẹ nè, đừng nó ôm hoài. Đi. Sơn, bữa nay uống dừa lạnh không? Thôi, uống dừa hoài vậy. Mời hoài không uống. Mẫn. Ủa anh Tuấn. Dạ, con chào dì. Hôm nay anh không đi làm hả? Anh ghé đi mang xôi cho em với má ok mang. Dì ơi. Hả? Con có mua xôi cho dì với Mẫn. Dì thử coi, nếu mà ngon á dì nói nha. Ngày nào tôi cũng mua đấy. Cảm ơn nha. Anh, chờ em chút nha. Có này cho anh nè. Cái gì vậy? Nhớ hả? Nhớ thay thường xuyên nha. Nghe rồi. Mấy cái dừa không giặt thì đưa em giặt, em không có tiết kiệm xà bông đâu. Anh biết rồi. Anh cảm ơn em nha. Mẫn nè. Mẹ anh nói kêu em vô công ty của mẹ anh làm đó. Vậy hả? Mà hôm em đâu biết làm gì đâu. Trời đất, thì cũng giống như là em xin vô xí nghiệp mai. Cái gì mà không biết thì mình phải học thôi. Được không? Khi nào? Khi nào bắt đầu?
anh sẽ báo cho em biết. Nhớ nha. Dạ thôi, anh đi làm nha. Dạ. Dạ, thưa dì con đi. Nè. Dạ. Xôi ngon á. Vậy thì sáng nào con cũng mua qua nha. Anh đi nha. Dạ. Nhớ nó nha. Anh biết rồi. Má, xôi ngon lắm hả má? Nói cho vui, nãy giờ nghe mùi gì á? Dạ. Nó kêu con nói gì vậy? Anh Tuấn anh nói là anh xin cho con vô công ty của mẹ anh làm. Mà con đâu biết làm gì đâu má. Mà mẹ nó làm gì? Con không biết nữa. Thì con nghe nói là mẹ anh có công ty. Cũng mừng á, nhưng mà con thấy lo lo làm sao á. Thấy lo rồi thôi. Nhắm không ổn thì đừng có vô. Trên đi làm ngoài cũng được vậy. Má, có xí nghiệp mai á của công ty Đài Loan á, ở bên quận 8 kìa, đang tuyển công nhân á. Con tính qua xin thử. Anh Tuấn á, anh đưa con đi nhiều chỗ lắm, mà lần nào cũng bị từ chối á đó. Lần này á, con đi thử một lần coi coi. Thì cứ thử đi, đâu mất gì đâu à. Một chút xíu nữa con chạy qua bển con xin thử, hên xui má ha. Rồi đến khi mà mẹ anh Tuấn á kêu con vô làm á, lúc đó rồi tính. Vậy giờ làm sao? Lúc nào cũng rầu rĩ như vậy á, rồi sao giải quyết được chuyện gì? Phải tính đi chứ. Hôm rồi á, ông ngoại thằng Hiếu có qua bển nói chuyện rồi, mà không biết làm sao, có được chuyện gì không. Mà bữa nay cũng thấy im ru, không thấy trả lời gì hết trơn. Gì? Con. Dạ, con chào bác. Vô ăn cơm. Dạ thôi được rồi. Con qua là con muốn gặp anh Hiếu. Tại ba con muốn nói chuyện với ảnh chút xíu. Ba con muốn gặp thằng Hiếu hả? Dạ. Ba. Dạ, con chào ba. Ngồi đi. Dạ. Hôm nay tôi kêu cậu qua đây để nói rõ vài điều. Dạ, con nghe. Cậu cần phải biết là tôi không có ý ghét bỏ cậu hay là phân biệt giàu nghèo gì. Nhưng tôi không mong con gái tôi lựa chọn một người như cậu. Tại vì tôi không đành lòng nhìn con gái tôi càng ngày âu sầu héo hắt như vậy. Điều mà tôi lo nhất hiện nay á là cậu phải làm được cái gì để đảm bảo cho con gái tôi sau này. Dạ, ba đã hiểu cho hoàn cảnh của con thì con cảm ơn. Nhưng mà con nói vậy, một khi mà Di đã làm vợ của con thì con hứa là không ai được đụng tới cô ấy, không ai được làm khổ cô ấy. Ai mà đụng tới Di con xử đẹp. Dạ, con xin lỗi. Dạ, thưa ba, ý con không phải vậy. Ý con là Di làm vợ con hứa là con sẽ bảo bọc cho cậu suốt đời luôn. Không để cho ai làm khổ hay là để cho cậu phải lo lắng khổ sở gì đâu, ba yên tâm. Nhưng tôi nói trước nha, con gái tôi á, tôi không cho làm dâu đâu. Là sao ba? Con Di vẫn ở nhà này, tôi chỉ có một mình nó. Tôi không thể để cho nó theo cậu vào một cái nhà. Ba, nếu như cậu chấp nhận sống bên này với nó thì tôi sẽ gả nó cho cậu. Cậu chỉ cần về nói bên đó sắp xếp làm bữa cơm gia đình để ra mắt tổ tiên dòng họ, kín đáo người nhà với nhau thôi. Ba, tụi con sẽ hạnh phúc mà, ba yên tâm nha. Tụi con sẽ ở nhà này với ba mà. Dạ, Di ở đâu con ở đó. Con hứa với ba là không bao giờ con làm trái ý gì đâu. Cậu về đi, nếu thu xếp xong cho tôi hay. Dạ, con đội ơn ba. Thưa ba con về. Anh về nha. Ba biết chắc rằng con sẽ khổ, nhưng mà không làm gì được. Ba đau lòng lắm. Con sẽ không khổ đâu, ba đừng lo. Con cảm ơn ba đã chấp nhận anh Hiếu. Tụi con
con sẽ hạnh phúc mà. Ba cứ yên tâm nha ba. Vậy mình có lấy tiền đó làm đám cưới được không má? Không. Giờ tiền đâu con cưới vợ đây? Không lẽ để gì đi theo con không vậy? Tội nghiệp vợ con lắm. Má không thể vay tiền làm đám cưới cho con. Nhưng hôm trước má đã xin với ba con Di rồi. Mình chỉ làm một bữa tiệc nhỏ ra mắt ông bà thôi. Làm vậy có kỳ không má? Không phải là má không coi trọng đám cưới của con, nhưng tất cả tiền bạc má con mình kiếm được phải để dành cho tụi con phòng thân khi không còn má bên cạnh. Má nói gì vậy má? Gì mà không còn má bên cạnh? Cuộc sống của má con mình lên đên cơ cực như vậy, chung quy cũng tại mình sống lén lút, không có giấy tờ. Sẽ đến lúc má phải về quê xin lại giấy tờ cho tụi con có tên có tuổi với người ta. Ngày đó chắc chắn má sẽ bị bắt, bị ở tù vì tội giết cha con ngày trước. Khi đó thì tụi con đã có vốn để phòng thân. Cho nên bây giờ khi má còn ở đây với tụi con, số tiền đó là bất khả xâm phạm. Dạ con biết rồi. Không biết bà có nhà không? Có. Mình quản không biết có tính thêm không ta? Tính lời chắc luôn. Vô. Sáu ơi. Sáu ơi. Tới đây làm chi? Qua mượn thêm hay là quản nợ? Dạ, dạ. Tôi qua xin với cô Sáu cho tôi quản nợ một tuần. Dạ. Rồi sau đó tụi tôi gom tiền đóng tiếp. Vậy được không cô? Tại ở nhà có chuyện á. Cũng dễ thôi mà. Bà nói đại là cưới vợ cho thằng Hiếu đi. Ai mà không biết? Ủa biết hả? Vậy cô biết rồi đó hả? Vậy cô cho quản nợ được không cô? Được chứ sao không được. Quản nợ á thì số tiền chị góp hàng ngày đó, à tôi dồn lại tôi cộng vô vốn, tôi tính thêm lời, cứ như vậy tôi tính tiếp dễ thôi. Cái đó tôi biết mà. Biết vậy hỏi chi trời. Thì tôi cũng qua cũng nói với cô, đặng cô biểu mấy đứa nhỏ khỏi qua nhắc nhở nữa làm chi. Dạ. Vậy được hả cô Sáu ha? Nhiều khi gặp đám tiệc cái rồi cho lâu la qua quậy rần cái rồi. Được. Dạ cảm ơn cô Sáu, tôi về. Dạ. Dạ dạ thôi cảm ơn cô Sáu. Vậy là bà tính thêm đó. Thì cộng thêm đó. Tính gì dữ vậy? Trời ổn không ta? Bà này bà ác thiệt là ác luôn. Trời bà sống bằng nghề đó mà. Cũng may mà ổng đồng ý. Khổ ghê. Người ta không đồng ý thì cũng chết. Mà bây giờ người ta chịu rồi cũng chết. Bây giờ em không biết làm sao luôn nè. Mà đồng ý cái kiểu của ổng còn chết người ta hơn nữa. Làm đơn giản thôi. Nhưng mà coi sao cho nó được. Trời, coi sao được theo ý ổng đây. Thôi hai ơi, trời ơi, ổng nói đồng ý mà làm tiệc một cái là em bằng hú hồn rồi. Em mong ngày mong đêm cầu cho ổng gật đầu đồng ý một cái thôi. Bây giờ sao ổng đòi cỡ nào cũng phải ráng, chưa biết làm sao vậy. Hay là nói với ông ngoại thằng Hiếu á, cho cái tiền làm tiệc đỡ được không? Trời ơi, đâu được hai. Trời ơi, ba em đâu có dư giả gì đâu. Với lại phải lo cho con bé Phương học hành nữa. Mà hai ông cháu bệnh hoài hà. Phải có tiền phòng thân chứ. Ôi thôi, rối quá người ta nói vậy thôi. Chứ thật ra anh chị hai đó còn không lo được đây. Huống hồ gì nhờ tới ông ngoại nuôi thằng Hiếu. Nhưng mà thôi,
coi như nợ nần là mình giãn được một tuần rồi đúng không? Bây giờ để chị đi coi ngày nè. Rồi chị tính cái tiệc làm sao cho nó đơn giản thôi, để cho tụi nhỏ nợ nần riết cũng quen à. Không có làm như ghiền nhá. Sắp tới bận rộn lắm nè, ráng đi. Dạ, hôm nay là ngày lành tháng tốt, con xin phép cửu quyền thất tổ ngày hôm nay cho phép cháu Di được lấy chồng. Xin cửu quyền thất tổ phù hộ cho hai đứa trong năm hạnh phúc. Dạ, thưa anh hai, chị hai, chị Xui, bây giờ xin phép cho hai cháu được lại xá tổ tiên và để ra mắt cửu quyền thất tổ. Dạ, xin phép. Lại đây con. Dạ. Xá đi con. Ba xá. Bây giờ con mở khay rượu, rót rượu mời ba mời má đi. Dạ. Dạ, con mời ba. Con mời má. Chúc các con hạnh phúc. Con cảm ơn ba. Chúc các con hạnh phúc. Con cảm ơn con má. Cảm ơn má. Dạ, thưa ông thầy giáo, gia đình tôi cũng gom góp để chút đỉnh cho hai cháu làm vốn. Coi như là bước đầu cho hai đứa nó khởi nghiệp vậy mà. Dạ, con cảm ơn ba hai đi con. Dạ, con cảm ơn ba hai. Dạ. Dạ. Đám cưới con mình mà sao không ai vui hết trơn vậy? Ai cười giùm tôi một tiếng cái coi. Từ hôm nay á, thì thằng Hiếu làm ra thì để cho nó giữ, nó còn lo cho gia đình riêng của nó nữa. Chuyện nợ nần nhà này á, đừng để nó lo nữa nghe. Đúng rồi, tôi cũng tính nói vậy đó. Anh chị hai tốt với má con em quá. Cô nói vậy á, cô không coi tụi nhỏ như là con của tụi tôi hay sao vậy? Dạ, em không có ý đó, chỉ là... Cô như là em út của hai vợ chồng tôi. Tụi nhỏ như con tụi tôi. Từ lâu á, má con cô á là người trong gia đình tôi rồi. Đừng nói lời lẽ cách sao vậy. Thôi, tôi đi thay đồ cho nó mát đây. Con có tội với ông bà tổ tiên, có tội với cửu quyền thất tổ,
vì có một đứa con gái mà cũng không lo cho nó được một tấm chồng đàng hoàng, tử tế. Con Di nó đã chọn lựa. Con xin ông bà tổ tiên hãy phù hộ cho nó hạnh phúc vuông tròn. Anh thấy thương ba em quá. Chỉ có cách duy nhất làm cho ba không buồn là mình phải sống hạnh phúc. Chắc chắn như vậy rồi bà sao yêu của anh. Anh, hay là ngày mai mình nói cho ba biết chuyện đó nha. Chuyện gì? Thì chuyện mình không ăn cơm trước kẻn á. Mình không có làm gì sai trái hết. Nếu ba biết em như vậy chắc ba vui lắm. Không có đâu anh lại sợ. Ba nổi giận nhiều đó giờ mình lừa gạt ba đó. Dĩ nhiên, lúc đầu nghe thì sẽ giận, nhưng mà sau đó ba sẽ vui, bởi vì con gái ba không có hư hỏng. Em, đánh kẽn được rồi. Bộ nhiều tiền hả mày? Ê, Hiếu. Hả? Ê, mày mới có dạo rồi không? Mở rồi mày. Đám cưới mày không mời mày. Có làm gì đâu mời cha. Ngầm ngầm mà rước vợ đại học. Ngon hen. Nhìn về ganh tay dữ á. Ganh tay đi kiếm đứa giống Hiếu đi. Ở đâu ra? Thì hên xui. Phước chủ mai thầy mà ai biết được. Tính lòng dữ vậy. Không biết được này tôi được nhiều tiền đi. Người ta cưới vợ mới gì hai bay rần rần vậy. Nói chơi cho vui thôi mà sao. Nè, ba thằng mày nè. Rồi nè mày nè, của mày, của con Hiếu nè. Cảm ơn anh. Rồi đi nhậu. À, đi. Đi mày ơi. Của mày nè. Má. Ờ, cảm ơn anh Sáu. Ờ. Ủa, quên. Tiền con kiếm được tự giờ giao cho con Di đi. Coi như con lo cho gia đình nhỏ của con. Nó khéo lắm á. Hãy ráng làm người chồng tốt đi con. Dạ. Thôi nhưng mà bữa nay má giữ đi. Bữa sau con giữ. Từ ngày mai con giữ nghe. Mận. Dạ. Chiều anh với chị Di đi bán á, em tranh thủ ra chợ đêm coi hàng coi sao. Nhiều khi người ta cần sửa đồ mà chị Di chị không có thời gian sửa. Trời đất ơi, rồi cái giờ giao hết cho em gái mình luôn. Giờ đi không? Đi, đi. Em giỡn xíu thôi, mà em đâu quyết mai đâu. Thì vậy mới phải học. Sẵn chị Di chỉ có bàn máy mai đó, gì không biết chỉ cho. Ờ. Mai mốt mình tranh thủ thời gian mình sửa đồ mình kiếm thêm. Ờ ha, có bàn máy mai, đúng rồi đúng rồi. Ừ. Để lát nữa em rảnh em chạy qua. Con đi nha má. Ờ. Tối nay còn ra bán phụ với nó coi sao. Dạ. Học được cái nghề cũng tốt vậy. Thử coi. Ờ. Má, con đi đây chút nha. Không về ăn cơm hả? Dạ. Con đi chút con về mà. Mà anh ba đi đâu vậy? Tao đi đâu kệ tao. Mày hỏi chi nhiều mày. Ủa quan mà. Quan tâm chút xíu. Tụi má con đi. Anh ba đi qua nhà chị Phương hả anh ba? Nhỏ này, nói gì vậy? Đã sợ anh đánh rồi nên đi xa mới nói tụi má nữa. Vừa lạnh đi. Tội nghiệp nó. Bao nhiêu năm rồi. Lúc nào nó cũng nhắc anh Trọng hoài. Ông có nói với nó đừng có hoài niệm vậy khổ lắm. Nhưng mà cái tính nó vậy á. Đó, mới nhắc nó về rồi đó. Nhắc tiền, nhắc bạc được về đỡ quá. Thưa ông ngoại, con mới đi học về. Ừ. Anh Trọng, anh qua lâu chưa? Anh mới qua. Dạ, con chào ông. Ừ. Em tiếp bạn đi nha.
Anh đi về làm việc. Anh mới qua mà. Anh nói chuyện với ông ngoại nãy giờ rồi. Thưa ông ngoại, con về. Con về. Anh về nha. Bà vô thay đồ đi. Rồi ra đây tôi nói bà nghe chuyện này nè. Nguyên cả buổi ở trường sao ông không nói đi? Thì bây giờ tôi mới nhớ ra mà. Đi đi, lẹ lên. Thôi, vậy thì ông ráng chịu đi. Bây giờ ông đi về đi. Có gì ngày mai mình nói. Nhưng mà đi, chuyện quan trọng lắm. Đi về đi. Thì con cứ vô thay đồ đi. Rồi ngồi đây tiếp bạn con. Nó đưa con về tới nhà thì con phải để cho nó ngồi nghỉ một chút chứ. Ông ngoại. Hiểu. Tại ông ngoại không biết á. Ngồi xe có chút xíu có gì đâu mà mệt. Với lại á, con đâu kêu ông đưa con về đâu. Tại ông nói á, là ông đi công chuyện ngang nhà mình nè. Thôi ông đi công chuyện của ông đi. Cảm ơn ông đã cho tôi quá giang nha. Nè Phước. Dạ thưa ông ngoại con về. Về hả con? Dạ. Người gì đâu mà kỳ cục à. Con đã nói là con đi về một mình. Cứ chặn đường, léo nhéo. Cứ đòi đưa con về. Không lẽ đứng giữa đường ngay hoài. Thôi, con leo lên xe cho rồi. Đưa về rồi thì đi đi. Còn ở đó nói chuyện này chuyện nọ. Bực mình. Nè, con gái chảnh vừa vừa thôi nghe con. Nó đã cố tình chở con về. Rồi còn muốn ngồi lại đây để trò chuyện với con. Là vì nó muốn ở bên cạnh con. Ở bên cạnh con làm gì? Con đâu ưa ông đâu. Con nhỏ này. Nè, ông thấy nó cũng được lắm mà nghe. Bảnh tỏn nghe con. Ông ngoại nói làm sao? Nó được lắm mà bảnh tỏn nữa. Ông ngoại, mình tập đi bằng gậy nha. Hiểu rồi, không bảnh tỏn. Con không có muốn ông ngoại nói vậy đâu. Ông ngoại, hồi nãy á, anh Trọng nói chuyện gì với ông ngoại vậy? Thì cái chuyện ở trên trời vậy đó cơ mà. Ôi, thiếu gì chuyện con ơi. Thì ông ngoại kể cho con nghe đi. Nè, tánh tình như vậy là không có tốt đâu nghe. Nhưng mà thằng Trọng thì nó nói cũng đúng. Bởi vì cái tính của con đóng đánh vậy thì ai mà thèm lấy con. Ông ngoại kỳ quá. Ông ngoại. Con ra ngoài chút xíu nha ông ngoại. Con đi đâu? Con đi ra ngoài chút xíu thôi. Em. Anh đâu có bận rộn gì đâu. Sao không vô trong nhà với em? Anh không cần phải tránh mặt Tùng đâu. Tùng đâu phải là bạn trai của em. Nhưng mà cậu ta mến em. Thì đó là chuyện của ổng. Thôi anh Trọng vô nhà đi. Thôi em vô nhà đi. Anh bận thiệt mà. Anh cố tình tránh em đúng không? Sao vậy? Bộ em xấu lắm hả? Hay là em làm gì sai? Có phải vậy đâu. Hay là anh dẫn em vô nhà. Đi. Em vô nhà đi. Dạ, thưa ông ngoại con về. Ồ, ngoại tưởng con về rồi. Dạ, bây giờ con mới về. Anh Trọng. Ngoại, sao anh Trọng cứ cố tình tránh mặt con hoài à?
chưa ra hả má? Chưa. Ma biểu nó ở nhà với vợ nó đi, không nghe, đòi đi hoài. Mình đi cũng nhanh mà má. Con nước đang vô, một lát ghe chạy trỏng ra, ngược nước nó chậm. Mình cho xuồng trôi theo dòng nước đón đầu nó, nhanh mà đỡ mệt. Mà má ơi, tàu này thợ đông lắm. Má biết rồi. Má, đi liền không má? Nhanh đi anh hai. Khoan. Dạ. Chờ một chút cho con nước nó lên thêm xíu, rồi mình đi theo con nước vô. Tàu này nhiều thợ, cẩn thận chút nha. Đưa áo đây. Cô nhớ nè. Xả chỉ qua cái lỗ này nè. Đó, qua lỗ kim này nữa là xong. Rồi. Rồi em hiểu rồi. Em đạp cái đi, cho nó lấy chỉ dưới này lên nè. Sao chị? Em để chân như vậy dạ. Nè. Rồi đạp xuống, em quay cái bánh xe này xuống. Chân thì đạp, cứ theo cái đà đó mà em đạp, cho nó quen cái tay. Nó đúng cái nhịp mà nó sẽ chạy thôi. Cứ ngắt rồi chị. Em đạp đi, đạp cái chân. Được chưa? Đó đó, nó quay rồi đó. Đó đó, thấy không? Rồi. Xong. Bây giờ hen, lấy miếng này nè. Em để giải như vậy nè. Em căng nó ra nha. Căng giải ra thì á, dạ. Chị á, em đạp nó sẽ không có bị trùng, nó không có nhăn, không có xấu, đúng không? Đó, em cứ đạp đi. Em cứ đạp cho nó chạy cái chỉ vô giày nè. Hồi đó mẹ chị á, là thợ may á, chị không có năng khiếu. Em cứ đạp đi. Em cứ may đi. Rồi á, mấy kỹ thuật cắt lò may á, chị chỉ cho. Em may riết rồi quen là dạ. Đẹp ha. Giờ con với anh Hiếu á, qua bên nhà bển. Rồi cơm thì con nấu sẵn dưới bếp rồi. Tới trưa ba ăn một mình á, ba đừng có buồn nha. Nè. Dạ. Lâu lâu mới qua bển, có gì thì phụ giúp một tay đi. Chứ đừng có ăn xong rồi bỏ đi, te rẹt, người ta cười chết. Con biết rồi, ba nè. Dạ, vậy con về bển chút xíu nha ba. À ba ăn gì không chịu, con về con mua luôn cho ba. Thôi khỏi con, nhà có cơm rồi. Dạ, vậy thưa ba con đi. Ba viết gì vậy? Ba làm đơn cho mấy nhỏ trong xóm để nó xin vô xí nghiệp nó làm đó mà. Vậy con đi nha ba. Thưa ba dạ, con đi. Thưa ba con đi. Mận con coi con má con làm gì lục đục chỗ bàn thờ vậy? Dạ, chắc má đang tắp nhang cho anh Nghĩa má hai. Thưa má hai con mới về. Dạ, con chào má hai. Dạ, thưa chị Mận em mới về. Mận. Dạ, anh này. Trời đất ơi, má hai kêu hai đứa về ăn một bữa ngon lành má hai chiêu đãi. Vậy mà đi đem trái cây, đem bông hoa, tụi bay làm quá như đi ăn đám giỗ không bằng vậy. Ôi trời. Dạ má ơi, tụi con phải hùng chút xíu mới dám ăn chứ má. Đúng rồi, vợ bọn hùng chút xíu ăn xong mình gom đồ về không ai nói. Trời ơi, có dừa sợ gì đó. Nó chỉ còn đem bông với trái cây qua cũng thằng Nghĩa. Tối qua ngủ con thấy nó. Mơ thấy anh Tư hả? Ừ. Má con ở chỗ bàn thờ á. Dạ. Chị hai ngồi đi. Má hai. Gì? Mày mốt á, mày làm đám cưới cho chị hai với anh hai á, phải hoành tráng hơn vậy luôn nha má hai. Chứ làm sao, gia đình này còn nợ con Di nhiều lắm đó. Đâu có gì đâu má hai. Con vô con phụ má coi nó làm gì lâu dữ. Thưa má hai, con mới vậy. Ủa? Bữa nay nhà mình có chuyện gì vui hay sao mà ăn sớm dữ vậy má hai? Anh phải hỏi má hai kìa. Sắp hết nợ. Sắp hết thưa nợ má. Ăn mừng vậy rồi đó, mai mốt mà hết nợ ăn còn hoành tráng hơn nữa. Phải mừng chứ làm sao. Mới xưa giờ nhà này có bao giờ mà hết nợ đâu. Bây giờ mình cũng còn mà. Bởi vậy ta mới nói là sắp hết. Sao giờ này chưa thấy anh hai về chị hai? Hồi sáng ổng nói ông chở khách đi đâu vậy? Anh hai. Ông nói đi Củ Chi. Mà chị nói là xa như vậy thì thôi, đừng có nhận mấy cái mối đó. Lần nào về ông cũng ngồi thở hồng hộc thấy thương à. Vậy mà cứ tiếc, cứ nhận mà đi vậy đó. Bà hai ơi. Ôi. Ông hai bị cướp nằm trong bệnh viện kìa. Trời ơi. Cái gì? Hả? Thiệt hả bác Khánh? Cái gì? Không biết. Trên công an phường họ gọi cho cụ chiến binh. Vì điện thoại của ổng chỉ có số của tụi tôi thôi. Bác Khánh ơi, bây giờ người ta nói ba hai con bị sao vậy bác Khánh? Rồi bây giờ ba hai con đang ở đâu? Anh hai tôi làm sao? Hai đứa ra đây. Dạ. Cái gì vậy? Lời đây tao nói cho nghe nè. Người ta đưa ông tới bệnh viện là ông chết rồi. Trời ơi.
Hai. Má Hai tỉnh dậy. Má Hai ơi bác sĩ nói á là má Hai vẫn nghe được đó. Con nói gì má Hai có nghe không? Chắc là má Hai cũng nghe mà phải không? Con biết má Hai buồn lắm. Tụi con cũng buồn nữa. Má Hai đi đột ngột quá. Công an bắt được tụi cướp đó rồi. Má Hai tỉnh lại đi má Hai. Thôi, em đừng nói chuyện đó nữa. Má Hai nghe rồi buồn thế. Anh ba, không biết khi nào má Hai mới tỉnh lại nữa. Hồi sáng, anh nghe nói trường hợp của má Hai như vậy còn sống là mừng rồi. Chứ nhiều người đột quỵ là đi luôn. Nhưng mà bác sĩ nói là chữa trị cho má Hai tỉnh dậy, rồi phục hồi chức năng cái gì đó, mình phải tốn nhiều tiền lắm á. Thì anh cũng nghe nói vậy. Bây giờ không biết phải làm sao nữa. Tội nghiệp má Hai quá. Má Hai, tỉnh dậy đi, nghe con nói. Má Hai chưa tỉnh hả con? Dạ chưa má. Thì có nói chuyện nào má Hai con tỉnh không? Dạ, bác sĩ nói nếu mà mình không chạy tìm kịp để chữa chạy cho má Hai sớm thì má Hai phải sống đời sống thật vật lắm á. Bà vô đơn chứ. Má vừa phải lo cho đám tang cho ba Hai con ở nhà, vừa lo cho má Hai nằm ở đây, má muốn điên cái đầu. Thôi, hai đứa về nhà nghỉ ngơi đi, còn ăn uống nữa. Kêu thằng Hiếu vô đây cho má. Má còn mình có chuyện để lo rồi. Thôi con ở lại đây với má nha. Thôi đi về, ở đây má lo. Đi, đi về đi. Má, khi nào mà má Hai tỉnh á, gọi cho tụi con biết nha. Ừ, biết rồi, má biết rồi. Về đi con, về đi Trọng. Dạ. Nè, má dặn nè, đừng có nói cho ông ngoại biết chuyện mình vay nợ nha. Dạ. Thưa má, con về. Con về nha má Hai. Trời ơi, nhà mình bị cái gì vậy Hai? Tưởng là sắp thoát được cảnh nợ này, bây giờ lại lâm vào cảnh ngặt nghèo hơn. Bây giờ phải làm sao đây Hai? Rốt cuộc nhà đó làm sao rồi phải không? Trời ơi, kỳ này á hả, nó nuôi mình dài dài luôn á. Bà nghĩ là bà ở đó thu tiền góp nhà người ta dài dài hả? Chứ làm sao, trời đất ơi, tiền mà phải góp lời mỗi ngày đúng không? Kỳ này á dài một đống tù lù như vậy, cái nhà của nó góp mãn kiếp cũng chưa hết cho mình. Bà khùng quá. Cái gì vậy cha nội? Vậy chứ ý ông muốn làm sao? Đàn bà như bà cái thân thì to mà cái ốc á như trái nho vậy đó. Chỉ có cái chuyện thu tiền góp không mờ mắt. Chứ không lẽ cho không? Trời ơi, ông mà có cho ai không đồng nào nha, tôi chết học máu liền á. Tôi đâu có khùng. Bà nghe cho rõ nè, chờ vài bữa nữa cho má con thằng Hiếu hoàn hồn á, bà qua bên đó nói chuyện. Nói cái gì? Tôi chưa nói gì hết mà nhảy vô miệng rồi. Nè, tôi biểu bà qua là dụ tụi nó làm đệ tử cho mình. Đệ tử? Đệ tử vụ gì? Bà này thiệt. Bây giờ tôi hỏi bà nè, bà biết tiền này ở đâu tôi đưa cho bà làm vốn không? Trời ơi, sao không biết? Ông với thằng mớm với thằng xị đi ăn cướp của ông ta chứ. Nên, đâu im đi. Hả? Trời đất ơi, bà muốn công an tới đây hả? Đấy, tôi quên. Tôi với hai thằng đệ tử của tôi á làm bạn với Hà Bá, xông pha trận mạc. Bà chỉ ở nhà gom tiền thôi. Ông tính tiền lời cũng gấp đôi người ta nữa. Đương nhiên rồi, bà đâu phải bà nội tôi. Thì tôi biết rồi. Nói tiếp cái chuyện anh em của thằng Hiếu đi. Bà biết rồi đó. Tôi có hai thằng lính, vừa ngu lại vừa nhát nữa. Xém bị công an hốt mấy lần rồi. Mà tụi nó mà bị công an hốt á, tôi với bà bơ mỏ. À, ý ông là kêu anh em nhà thằng Hiếu hả? Bây giờ bà khoan nói thẳng vấn đề với tụi nó đã. Cứ nói là có người mướn làm gì vậy đó. Nếu tụi nó ok thì nói thẳng vấn đề luôn. À, vậy thôi tôi hiểu rồi, đi liền nha. Khoan, để coi mẹ Hai vài bữa coi sau đã, rồi hãy nói.
ông ngoại. Ờ con. Chào ông ngoại. Ờ. Má Hai sao rồi? Ờ, thì bác sĩ đang theo dõi. Cũng ổn hết nay. Ma bầy cũng mệt lắm rồi đó. Mấy bữa nay là nó thức trắng à. Bây giờ còn phải chăm sóc cho cô Hai nữa. Thiệt khổ. Thôi để lát ông ngoại vô trong coi sao. Ừ, dạ tôi khỏi đi ông ngoại. Ừ, tụi con cũng thay ca cho má con rồi. Đúng đó ông ngoại. Con thấy ông ngoại với Úc Phương ở đây sáng giờ cũng mệt rồi. Trọng, coi đưa ông ngoại với Úc Phương về nhà nghỉ đi cưng. Dạ. À ông ngoại ơi, để con đưa ông ngoại với bé Phương về. Thôi, ông viên bé Phương đi ra ngoắc xe taxi về được rồi. Còn tụi con á, cứ ở đây lo công chuyện rồi nghỉ ngơi đi. Nè, mấy anh em có cần ông ngoại lo gì nữa không? Dạ không có gì đâu ông ngoại. Ông ngoại ở đây với tụi con vậy là quý lắm rồi. Phương, cưng với ông ngoại về nghỉ đi cưng. À, tụi con á, cũng lo nghỉ ngơi chút đi. Rồi còn vô thay ca cho má bay nữa. Dạ, tụi con biết rồi ngoại. Mà nè, có cái gì cần á, thì cứ kêu ông ngoại, nghe không? Phương à. Dạ. Đi về con. Dạ. Ngoại về nghe không? Dạ em về. Chị về nghe Mận. Dạ. À Tuấn nè. Dạ. Cảm ơn chú em mày nghe. Hôm rày chạy qua chạy lại vậy bên này cũng đỡ cực. Không có gì đâu anh. Thôi được rồi, về nghỉ ngơi đi. Dạ. Xin phép anh em về. Em về nha. Mời đi. Em về luôn. Em coi về bển lo cơm nước cho ba đi. Dạ, anh cứ ở đây đi. Em lo cho ba xong á em qua. Em về nha. Ừ. Hai đứa nói thiệt anh nghe, má Hai sao rồi? Tình hình má Hai rất là nghiêm trọng. Bác sĩ nói nếu không chạy chữa đúng mức có nguy cơ má Hai sống thực vật. Vậy bây giờ mình tính sao hả anh Hai anh ba? Mình vay một số tiền để mình lo mọi chuyện được rồi. Tới bây giờ coi như tạm ổn. Ba cho mình vay có giấy tờ gì không? Họ đòi mình phải thuế chấp vì số tiền nó quá lớn. Má tạm thời lấy sổ hồng của má Hai thế rồi. Anh Hai, Mận, bây giờ việc của anh em mình là tìm cách lấy sổ hồng về cho má Hai càng sớm càng tốt. Làm sao để khi má Hai tỉnh dậy thì sổ hồng đã có trong nhà rồi. Nhưng mà làm sao mà làm như vậy được hả anh ba? Làm sao được thì anh chưa biết. Nhưng mà ngôi nhà này là cả cuộc đời của ba má Hai. Mình không được để thất thoát. Mình không được để cho má Hai biết chuyện này. Dạ con chào bác, em chào chị. Cô làm cái gì mà giờ này mới lau nhà? Tôi đã nói á là mọi thứ phải sạch sẽ gọn gàng trước giờ làm việc mà. Dạ em cũng tới sớm lắm chị, nhưng mà mấy hôm nay em nghỉ công việc dồn lại nhiều quá. Cô nghỉ á thì không có ai làm sao? Tổ tập vụ á đâu phải có một mình cô. Dạ dì Bảy nói á là công việc ai nấy làm nên mấy cái việc dì phân công cho em á dồn lại lần luôn. Chuyện đó là trách nhiệm của cô, công việc bị dồn á là do cô. Thôi Mỹ à, con phải thông cảm cho Mận chứ. Con sao rồi Mận? Gia đình con đã ổn chưa? Dạ con cảm ơn bác. Má Hai con bị tai biến, con nằm ở trong bệnh viện á. Tội nghiệp. Bác có nghe anh Tuấn nói, cho bác chia buồn với nhà con nghe. Dạ con cảm ơn bác. Thôi được rồi, đi làm việc đi con. Dạ.
Nè, nếu cô còn làm việc ở đây á, thì đừng để tình trạng này xảy ra một lần nữa. Dù có bất cứ chuyện gì thì phòng làm việc á phải được sạch sẽ trước khi mọi người tới, cô nhớ chưa? Dạ em nhớ rồi chị. Cô nghĩ á là cô ta sẽ ở lại được bao lâu? Chưa biết được đâu. Nó cũng kiên nhẫn lắm đó. Để cô coi thử coi. Chị à? Con chào má. Ờ, anh Xuân. Chị hai sao rồi chị? Mình ra ngoài nói chuyện nha. Dạ. Cảm ơn anh đã tới thăm chị hai tôi. Những lúc như vậy, sự quan tâm thăm hỏi là quý giá lắm. Chị đừng nói vậy. Dù gì thì mình cũng là xu gia với nhau. Có gì khó khăn chị cứ nói, tôi giúp được gì tôi sẽ giúp. Dạ không có gì đâu. Nhưng mà nhà tôi đang rối như vậy, thằng Hiếu nếu mà có bận rộn mà nó về trễ á, anh thông cảm giùm nha. Không sao đâu, tôi cũng hiểu con rể tôi rồi mà. Tình hình chị hai sao rồi chị? Tôi nghe bác sĩ nói bà chớp bà nhán, nghe đâu là chị bị đứt mạch máu não á, rồi máu tụ bên trong á. Trước mắt là bác sĩ cho uống thuốc coi có tan không. Còn nếu nó không tan á thì chắc phải mổ. Chà, nếu vậy là tốn kém lắm đó. Tốn kém bao nhiêu má con tôi cũng phải lo. Đối với tụi tôi, ảnh chỉ còn hơn cha mẹ. Ừ, tôi hiểu mà. Thật ra tao muốn giúp cho má con mày thoát cái cảnh ngặt nghèo thôi. Chứ tao sống bằng nghề cho dai mà. Trời đất ơi, có ai dai tiền tao tao mừng nữa. Đó, mày nhìn đi, má con mày không có cái gì để thế chấp, không có cái gì để bảo lãnh hết trơn, mà lại hỏi cái số tiền quá lớn nữa. Tại tao biết má con mày lâu rồi nên tao mới cho mượn. Chứ người khác hả? Còn khuya. Bà nói vậy bà nghe được hả? Bà giữ cái sổ hồng của má hai tôi còn gì? Trời đất ơi, thì phải có đồ thế chấp chứ làm sao. Không lẽ tự nhiên đưa tiền không? Bây giờ muốn lấy lại sổ đúng không? Thì lo mà trả tiền lại cho tao đi. Lấy sổ. Thôi mệt quá. Giờ bà tính sao? Bà muốn anh em tôi trả kiểu nào, góp như mọi khi hay sao? Lần này á, tiền thì nhiều lắm. Góp hàng ngày á, trong vòng một tháng á hả? Trời đất ơi, anh em mày không có kham nổi đâu. Ý bà sao? Ê, có người nhờ tao á, hỏi mày á, coi có chịu làm cho người ta không? Bảo đảm tiền tươi ngập mặt luôn. Làm gì? Mày phải đồng ý thì tao mới nói chứ. Anh em mày mà chịu làm hả, trả nợ rất là nhanh. Sau đó hả, còn có vốn làm ăn, khỏi đi bốc giác nữa mày ơi. Có ai như bà không? Không nói ra việc gì ai biết đâu mà nhận lời hay không. Anh hai. Anh hai, có chuyện gì vậy anh hai? Có chuyện gì vậy anh hai? Biết gì đâu, bà đang nói chuyện gì mà không chịu nói. Trời, bà xứng coi bà nói gì. Thôi. Chuyện này á, người ta chỉ cần đàn ông thanh niên thôi. Còn con Mận á hả, khỏi, đi vô đi. Bà rắc rối quá, vô nhà đi Mận. Kỳ cục. Đi vô đi em. Vụ gì? Đòi nợ hay gì nữa vậy anh hai? Nghe bà nói coi. Bà nói có việc gì đó cho hai anh em mình làm, nhiều tiền lắm. Rồi có tiền là trả nợ đám tang cho ba hai, rồi lo trị bệnh cho má hai gì tùm lum la. Mà nãy giờ hỏi chuyện gì không nói là không nói. Tụi bay mắc cười quá. Thì nhận lời tao mới nói được chứ. Trời, sao cái bà này bà kỳ khôi vậy? Có biết cái chuyện gì đâu mà làm. Hai anh em tôi đâu phải đâm thuê chém mướn đâu mà. Nè, chuyện đó sao tụi bay làm được? Vậy thì chuyện gì? Thật ra tao chỉ là người trung gian thôi. Người trực tiếp mà muốn tụi bay làm á hả, là người khác kìa. Bây giờ ai? Bà nói đi, anh em tôi sẵn sàng tới gặp họ luôn. Thì tao mại hơi trước với tụi bay cái đã chứ. Nếu đồng ý á thì tao mới nói lại với người ta. Tiền bạc á thì tụi bay đừng có lo. Nếu mà tụi bay chịu làm á, chỉ cần đi vài chuyến thôi, tụi bay trả dứt nợ liền. Có tiền á chữa bệnh cho bà hai nữa. Trời ơi, anh hai anh ba.
Thôi, thôi đi, không được làm. Rồi, nói em tôi không sao đâu. Mày nói không sao hả? Cái mặt con này nó nhiều chuyện, ngày nào tao không gặp nó. Bây giờ ba nói chuyện gì? Mà làm với ai? Tao nói á, tụi bay làm á thì tụi bay nghe, còn không làm á thì bỏ nghe. Coi như tao chưa có nói chuyện gì á. Trời đất ơi, đừng có bép xép mà mang quả đó nghe mày. Được rồi, bà nói đi. Cái gì? Trời ơi. Thôi. Không được đâu. Anh hai, anh ba không được làm nha. Trời đất ơi, tao đã nói là con này nó không có giữ mồm giữ miệng. Mày muốn chết thì sao mà la lên luôn xùm vậy? Hả? Thôi. Nè, tao chỉ cho mấy anh em mày làm cái cách này để cho mau hết nợ. Còn tiền vay thì phải trả cả vốn lẫn lời chứ. Nội mà tiền đám ma đó nha, trả miệt mài cũng chưa hết đâu con. Còn tiền chữa bệnh cho bà hai nữa làm chi? Mà tiền bóc vác của tụi bay á, anh ba không được làm. Cơm ngày hai bữa cũng chưa đủ, đừng có nói chi mà trả nợ. Tiền vay mượn giang hồ á, không trả là phiền lắm đó. Cái mạng không biết còn hôn đó nha. Giờ làm sao hả? Anh hai, anh ba không được làm nha. Má mà biết cái vụ này á, má quýnh cho bờm đầu luôn á. Ai biểu nói cho má mày biết làm chi? Cứ âm thầm mà làm đi, miễn có tiền được rồi. Làm cái chuyện này đó nha, chớp mắt là về nhà rồi, có ai mà biết đâu. Giờ làm sao? Có tính thì tính lẹ đi à. Tao còn trả lời cho ông ta nữa chứ. Nhưng mà nhớ nè, phải giữ ba cái mồm, mà nhất là cái mồm con này nè. Chuyện này mà hở ra, hậu quả không có biết được đâu à. Liệu mà trả tiền sớm cho tao á, tao không có hứa là giữ tay mấy thằng giang hồ đâu nha. Bà đi về đi, hai anh tôi không có làm đâu. Về chứ làm chi, ở đây làm gì? Anh hai, anh ba, đừng có làm nha, nguy hiểm lắm. Mà thấy sao má? Chắc thằng Thầy Lanh nó nghi mình rồi. Hoặc có thể nó biết rõ tụi mình đi ăn đêm. Đám của tụi nó chỉ ăn trong bến, không được bao nhiêu là dễ bị phát hiện. Bây giờ tụi nó muốn ăn nhiều lại không có gan đi xa. Nó muốn lợi dụng tụi con. Mẹ, cậu thấy mình cứ đồng ý trước đã, để mình lấy tiền trả nợ, sau đó mình tính tiếp. Mình làm gì chắc khác nào làm cho nó ăn à? Biết là tụi nó muốn lợi dụng mình, nhưng mà mình đang cảm thấy kẹt mạnh hơn. Nó muốn tụi con làm là để tụi nó biết cách làm ăn xa ngoài cái bến này. Làm cho nó ăn không được còn cho nó học nghề miễn phí nữa chứ. Lần nào mình cũng phải lấy sổ hồng của má hai về. Nếu mình học về theo cách của nó, nhà mình sẽ phải góp cho nó hàng ngày giống như trước. Tiền mình đi làm mướn, tiền má bán cà phê, toàn cho túi nó. Mà để cho nó lợi dụng vậy, chịu sao được? Đừng có bàn nữa. Má nghĩ đây là cách để tụi nó thử mình. Tụi con cứ đồng ý đầu quân cho nó đi. Tự nhiên mình đưa đầu cho nó điều khiển mình à? Tụi con cứ nhận lời, nhưng theo cách của những người học nghề, hiểu không? Tụi con làm như không biết gì hết, chỉ làm theo những gì tụi nó chỉ thôi. Được thì chia, không thì thôi. À, vậy mình cứ giả điên thôi má. Ê, vậy lại hay á. Cái chính á là mình đương theo chuyện này để trả được nợ. Tụi con cứ làm như còn rất bỡ ngỡ trong chuyện này. Tụi nó chỉ sao thì mình theo như vậy. Chỉ có một điều tụi con cần phải nhớ, nếu có động thì việc duy nhất tụi con cần làm là phải thoát thân, nhớ chưa? Dạ. Nhưng má đừng dính vô chuyện này, để con với anh hai tham gia được rồi. Má cũng không muốn ra mặt đâu. Hai đứa con cứ tùy cơ ứng biến. Dạ. Thôi vậy. Dạ, ông ngoại uống nước đi. Cảm ơn con. Ông ngoại, hôm qua ông cháu mình đi thăm dì hai về, con thấy dì hai chưa tỉnh, con thấy sợ sợ làm sao? Con sợ cái gì? Sống ở đời
đâu có ai biết trước là mình sẽ gặp cái chuyện gì đâu con. Con đừng có suy nghĩ dẫn dơ, rủi mà có chuyện gì là con không có đối phó được à. Mà dì hai bị như vậy chắc tốn tiền lắm ha ông ngoại? Ông ngoại có hỏi thăm, nhưng mà mấy má con nó nói là còn lo được. Ông ngoại, nhà mình còn tiền không? Con hỏi để làm gì? Tại con thấy nhà anh Trọng á, dù là nghèo nhưng ai cũng đi làm hết á. Còn nhà mình thì từ khi ông ngoại bán khu nhà trọ thì mình sống bằng gì? Thì bán cái khu nhà trọ, sau khi mà lo trị bệnh cho con rồi á, thì cũng còn một số. Rồi ông ngoại gửi vô ngân hàng rồi, trong khi chờ đợi cái ngày mà con lấy chồng thì hai ông cháu mình lấy tiền lời xài nở. Bây giờ thì tao nói luôn, tất cả tiền vốn của ngân hàng bà Sáu Béo, tiền ăn chơi nhảy múa, tiền lo gia đình các cái đều từ đó mà ra hết. Mà tụi bay thấy tao có làm gì đâu. Hàng ngày tao đi lòng vòng ngoài bến, rồi lân la nói chuyện với mấy đứa bán hàng rong, coi tàu nào có tiền, tàu nào đi đâu, về đâu, tối là mình chơi. Mà đâu phải có nhiều, mỗi tháng làm chừng một hai vụ thôi. Nếu như mà trúng mánh á là ngon luôn. Tụi bay thấy sao? Thì dẫn xác qua đây là biết rồi. Tụi bay á tính cho kỹ rồi quyết định. Tao không ép, tao chỉ dẫn cho tụi bay làm ăn. Được á thì chơi, không được thì thôi. Chứ mai kia mốt nọ mà nói tao á dụ dỗ lôi kéo là không được á. Tao biết tụi bay chưa làm lần nào nên thấy to tát như vậy, làm chừng vài chuyến là thấy ham liền. Bây giờ không có cần gì nhiều hết trơn á, tụi bay chỉ cần bơi lội giỏi nè, nhanh nhẹn nè, có sức khỏe nè là ok hết. Mà tụi bay thì quá ok rồi. Bây giờ điều quan trọng á là chỉ quen công việc thôi. Vậy có cần làm quen gì không? Tụi bay lên xuống tàu bè hàng ngày, tụi bay biết ba cái tủ dân tàu bè rồi. Cái quan trọng bây giờ là làm sao mở cho nhanh, mà cái đó để mấy đứa kia huấn luyện cho, trong vòng một tiếng đồng hồ là nhuyễn hết. Mà chừng nào ông bắt đầu làm? Tụi bay cứ chuẩn bị tinh thần đi, lúc nào có tao kêu liền. Mà mai mốt không cần gặp tao ở đây nữa đâu, có gì sẽ có người liên lạc trực tiếp với tụi bay. Mà nè, tụi bay về nói với bà Lượm là lo cho bà hai đàng hoàng. Nếu có thiếu tiền thì qua đây, tao sẽ nói bà Sáu Béo ứng cho tụi bay. Còn cái vụ sổ hồng á, chừng nào tụi bay làm đủ tao trả lại liền. Anh hai, vậy cuối cùng mình có đi làm cho tụi nó không? Làm chứ sao không làm. Anh hai thấy sao? Thấy con khỉ gì? Mẹ, nó biết chắc là mình ăn hàng mà nó còn sao. Thì em cũng biết, ăn hàng thì anh em mình để dành tiền trả nợ cũng được. Tại sao phải qua đây còn nghe nó nói tào lao chứ? Má, là má biết chắc mấy thằng này, nó muốn bành trướng thâu tóm cái việc khai thác tàu bến, gây áp lực với mình vậy thôi. Anh hai nói vậy là sao? Diễn, nó còn diễn được không lẽ anh em mình diễn không được? Là sao? Đừng cho nó thấy mình quá chuyên nghiệp, cứ hợp tác thời gian nó thấy không hiệu quả nó không nghi ngờ thôi. Em biết rồi, đi. Má để con. Từ từ thôi Mận, cẩn thận nha.
má. Ờ, thằng Hiếu đâu rồi con? Dạ, anh Hiếu nói hôm nay tàu về hàng nhiều, mấy anh phải ráng làm ngoài giờ để kiếm thêm. Gặp lúc khốn khó thì phải lo chị thôi. Mà nhà này có khi nào hết khốn khó đâu. Nhi nè. Dạ. Con đừng có lơ là chỗ buôn bán nha. Kiếm được chỗ bán như vậy khó lắm đó. Còn chuyện nhà này để mấy đứa nó lo. Con về bển nấu cơm cho ba con ăn đi. Lát còn đi bán nữa. Dạ, vậy con về bển nha má. Ờ nè, lúc này thằng Hiếu nó phải tìm chỗ làm thêm nhiều lắm. Nói với ông thầy thông cảm giùm nha. Má yên tâm đi, không có sao đâu. Thôi con về nha má. Chị về nha Mận. Dạ. Mận, hôm nay chuyện tiền bạc sao rồi? Con có nghe hai anh nói gì không? Con cũng không biết nữa. Hai anh biểu là để hai anh lo. Hôm bữa cấp bách quá, má bán chiếc xe của bà hai rồi. Bán rồi mới biết không đâu vô đâu hết. Chiếc xe là kỷ niệm của bà hai. Bây giờ má áy náy quá. Thấy má bán là đúng rồi đó má. Chứ để xe cũng đâu có ai đi đâu. Mà anh hai anh thấy có xe rồi anh chạy còn rắc rối hơn nữa. Nói vậy thôi, chứ má hai cũng chưa khỏe hẳn. Cũng may là bác sĩ cho về nhà, rồi mình xin thuốc uống hàng ngày, mỗi tuần đi khám định kỳ thôi. Chứ ở trọng cũng khó chịu lắm. Về nhà cho thoải mái. Hai đứa nó về kìa. Anh hai, má anh con ba. Mới về. Ờ. Thưa má con mới về. Ủa sao hôm nay nói hai anh làm thêm giờ mà? Vậy nghỉ trưa xíu đi làm giờ nè. Có nấu gì ăn không? Em với má mới về, chưa có nấu gì kịp hết á. Ủa rồi, vậy má hai ai coi? Má hai về nhà rồi, nằm ở trỏng kìa. Ủa? Nè thôi thôi thôi, để cho má hai nghỉ đi, vô làm chi? Mới ngủ đó. Ủa sao bác sĩ nói còn phải điều trị lâu mà sao về sớm vậy? Thì biết vậy, nhưng mà má xin bác sĩ cho má hai về nhà, rồi mình xin cái toa thuốc cho uống. Rồi mỗi tuần đi khám định kỳ thôi. Chứ nằm trỏng mỗi ngày mỗi tiền chịu không nổi. Mày yên tâm đi. Tụi con nói là tụi con sẽ lo mà. Lo được cái gì mà lo. Tiền bạc nợ nần từ hôm ba hai con mất tới giờ. Bữa nay tính chắc cũng ngập tới nóc rồi đó. Nghĩ tới muốn ngập thở luôn. Trời ơi, đã nói lo được thì để tụi con lo. Mận đi kiếm gì ăn cơm, nó bụng quá. Chút đi làm nữa. Ừ, vậy thôi để em chạy ra ngoài kia em kêu cơm tắm cho hai anh ăn nha. Chứ giờ mà đi nấu nữa chắc tới chiều mới có ăn á. Ừ. Trọng, bữa giờ sao béo có hỏi han gì vụ tiền bạc không? Con có nói chuyện với bà rồi. Má đừng có lo nữa, tụi con thương lượng được mà. Rồi giờ bà nói làm sao? Bà cầm cuốn sổ hồng của má hai rồi đó. Rồi giờ làm sao lấy về đây? Mệt má quá, tụi con nói tụi con lo được. Má vô tắm rửa nghỉ ngơi đi. Nghỉ cái gì được mà nghỉ. Dạ, con pha trà xong rồi bác. Để nó đi. Dạ. Có chuyện gì vậy? Dạ, bác uống trà không bác? Để đó đi. Dạ. Chuyện gì? Dạ, dạ con muốn hỏi bữa nào con được học việc mới vậy bác? Con muốn học việc gì? Dạ, con cũng không biết nữa. Mà hôm bữa bác hứa với con là con làm tạp vụ tốt á thì con mới được học việc. Cô phải biết cô thích làm cái gì thì giám đốc mới thu xếp cho cô được chứ. Dạ, con muốn làm giống như chị Mỹ được không bác? Con có biết để được làm như cô Mỹ phải học mấy năm đó. Vậy phải có bằng cấp gì không? Dạ, con không biết. Bác kêu con vô làm.
để con suy nghĩ về lựa chọn công việc mà con muốn học. Nhưng tới bây giờ con vẫn không biết là con muốn gì nữa. Vậy bác giúp con bằng cách nào đây? Dạ, tại hôm bữa bác hứa với con á, nhưng con thích... Mẹ. Có chuyện gì vậy mẹ? Cô ấy muốn học việc, nhưng mà không biết việc gì để học. Mẫn à, mình sao rồi? Em... Mẹ có hứa là để cho Mận làm tập vụ một thời gian và quan sát công việc trong công ty. Nếu thích công việc nào, mẹ sẽ cho đào tạo để làm công việc đó. Nên hôm nay Mận nhắc nhở mẹ thôi mà. Mận, vậy là em đã lựa chọn được việc để học rồi hả? Con thấy chưa? Mận thậm chí không biết công ty quảng cáo là gì nữa. Giờ con chỉ muốn học một cái việc gì đó thôi. Cho dù khó, con cũng sẽ cố gắng học được. Mà hôm bữa bác hứa với con. Nhưng với trình độ lớp 1 tình thương, con không viết nổi cái đơn xin việc nữa. Thì bác phải dạy con cái gì đây? Nhưng mà hôm bữa bác hứa với con là con... Mẹ, dù sao á thì mẹ cũng đã nói... Mẹ cần người làm việc. Mẹ không dạy bổ túc văn hóa. Nếu muốn học việc, ít nhất phải đủ trình độ để biết mẹ dạy cái gì chứ. Cô nhìn vô màn hình vi tính á, mà như là coi tivi vậy đó. Mận á, chỉ biết cầm chổi lau nhà thôi. Thậm chí còn không biết làm vệ sinh máy tính nữa đó con. Mẹ à, mẹ đừng có bêu ríu Mận như vậy nữa. Anh nói như vậy là không đúng rồi. Mẹ của anh á, đã rất thiện chí giúp đỡ bạn gái của anh. Nhưng trình độ của cổ như vậy, được làm tập vụ là may mắn lắm rồi. Chị Bảy á, còn tốt nghiệp cấp 2 nữa đó. Cô nói vậy là sao? Trình độ gì? Ý cô muốn nói là Mận chỉ làm được tập vụ thôi, không làm được gì khác đúng không? Con à, mẹ nghĩ Mận được cầm cái cây lau nhà là ưu ái lắm rồi. Coi bộ Mận chưa chắc sẽ có căn nhà để mà lau nữa đó con. Mẹ. Mận, mẹ quá đáng thiệt đó mẹ. Mận à, em bớt giận đi. Ngồi xuống đây cho anh nói. Mận à, anh mà kệ em đi. Em đừng có như vậy được không? Nghe lời anh, có chuyện gì thì từ từ anh tính. Cũng tại em mơ mộng quá, em hy vọng quá mà em không biết tự biết mình. Mận à, đừng có khóc nữa. Anh xin lỗi để em rơi vô tình huống như vậy. Anh cũng khó chịu lắm. Mẹ anh nói đúng mà, em ít học. Từ đó đến giờ em còn chưa nhìn ra cái màn hình máy vi tính nữa. Nói chi đến chuyện mẹ em xài tới nó. Em chỉ xứng đáng cầm cây lau nhà thôi à. Mình tính cách khác được mà. Để anh kiếm việc nào đó hợp với em hơn. Mận à, bây giờ em đừng có cố làm công nhân nữa nha. Em không làm ở đây nữa đâu. Anh nói giùm với bác á, là em không làm được gì hết á. Không phải làm gì cho đã ổn hết á. Trời ơi, em nói gì bi quan vậy? Em làm được, chỉ có điều là mình chưa tìm được công việc phù hợp với em thôi. Bắt đầu kể từ ngày mai á, em chạy qua nhà chị Hai, em nhận đồ sửa cho khách. Em sẽ cố gắng học mai. Được rồi, em muốn học cái gì làm gì cứ làm nè. Bây giờ anh chở em đi ăn nha. Cả tuần rồi anh chưa được chở em đi đâu hết á. Mận à, đừng có khóc nữa. Đi nha. Được rồi Hai. Được rồi mà. Dán ra cho má Hai đi. Má Hai thấy rồi. Hai bình tĩnh đi Hai. Đợi con. Đỡ má Hai đi. Từ từ thôi. Đây.
Hai bình tĩnh đi. Hai vừa mới đứng lên được đó. Đừng có xúc động quá rồi xỉu nha. Được rồi, để em đốt nhang cho. Được rồi nè hai. Nè hai. Đây, đây nè hai. Hai à, đưa đây em cắm cho. Nè, tụi tao canh chiếc ghe này lâu lắm rồi. Hôm nay ra quân là chắc ăn. Tụi mày trổ tài nghe. Ờ, nhưng mà nhìn vậy làm sao biết túi tiền để đâu anh? Túi tiền nằm trong chỗ ngủ của chủ ghe chứ đâu. Còn nó thất chiếc ghe như thế nào, anh em tụi bay lên ghe hàng ngày, tụi bay phải biết chứ. Tụi bay cứ làm đi. Động tĩnh gì á, nhảy xuống nước. Lúc đó tụi tao đến tụi tao đón. Đúng rồi, yên tâm đi. Có chuyện gì á, mấy chú cứ nhảy xuống ghe là xong. Ý lột xuống sông. Rồi tụi này đón cho, nha. Làm miếng cho ấm đi. Mày cũng uống đi. Dạ. Yên tâm đi. Mấy chú theo anh, chỉ cần vài cú ăn đêm thì nợ nần gia đình mấy chú xóa sạch hết. Còn hơn là phải cày như trâu bò mà cả đời không trả hết nợ. Mấy chú có biết là má của mấy chú vay bà Sáu Béo bao nhiêu tiền không? Nếu không trả đến nơi đến chốn thì mệt mỏi đó. Mà tay chân của mẹ Sáu Béo toàn là thứ máu lạnh không. Đâm chém con nợ là chuyện bình thường. Được rồi, bây giờ tụi bay làm đi. Tụi tao sẽ neo ghe ở đây chờ. Cố gắng làm cho thật nhanh rồi về. Nếu có động tìm cách thoát thân nghe. Em thấy ớn ớn sao anh ơi? Không sao đâu, tại lần đầu tụi bay chưa quen. Rồi từ từ tụi bay sẽ quen thôi. À, vậy tụi em đi. Đi đi. Xuống đi. Anh hai, em lo quá. Có mấy anh đây mà lo gì? Ừ, yên tâm đi. Không sao đâu, có tụi tao đợi đây mà. Ây da, da. Đi lẹ đi. Xuống luôn hả anh hai? Ừ. Em xuống trước hả? Lẹ đi. Phóng đại xuống đi. Ừ, nó lạnh quá anh ơi. Kiểu này xuống dập bẻ chết. Nè, làm đi nữa đi. Lạnh quá anh hai ơi, lạnh anh hai ơi. Em nói thiệt giùm đêm tôi này chảm đấu quá trời ơi. Trời ơi, vậy chút xíu không có sao đâu. Không sao đâu. Không sao mà. Không có sao đâu, tụi tao bị hoài mà. Đi đi. Coi chừng giùm nữa bây giờ. Lẹ đi anh hai, lạnh quá. Lại. Lẹ đi. Bây chó ông nội ơi. Hình như nó đang báo hiệu cho tàu kia biết á, là nó đang tới hay sao á. Nghĩ miệng coi. Nó bơi gì đâu mà không có im gì hết. Má hai con gần đứng lên được rồi. Má cũng mừng. Sắp tới không biết phải làm sao đây. Má rầu quá. Hôm rồi tụi lâu la của bà Sáu Béo qua làm hùng làm hổ, má sợ muốn chết luôn vậy. Con cũng nghe bác sĩ nói má hai còn phải kiên trì chữa bệnh, rồi tập vật lý trị liệu lâu dài nữa mới có hy vọng hồi phục. Mà tình hình này, khi không thì chân thẳng chân cong, miệng thì méo xẹo,
còn A Khẩu. Thiệt xui quá, không biết làm sao để có tiền chữa trị cho má hai con. Chỉ mà mang tật là má không biết ăn nói làm sao với ba hai con á. Má à, má đừng có lo gì hết. Anh Hiếu với hai em á cũng ráng làm kiếm thêm. Nhưng mà thiệt tình con cũng biết không có thấm vô đâu hết đó má. Hôm nay anh Hiếu anh hay đi về đêm lắm, mà con thì lại không tiện hỏi ảnh. Má, má có biết là ảnh với em Trọng đi đâu làm gì không má? Ờ, chắc tại ban ngày người ta có việc rồi, ban đêm ít ai chịu đi làm. Tại mình cần tiền nên phải đi làm mướn mà con. Người ta kêu gì mình làm nấy, miễn sao có tiền là được rồi. Dạ. À, nói về tới kìa, đó. Dạ, má. Thì má mới về, chị hai mới về. Ủa, má hai sao rồi má? Có đợi chút nào không má? Sao má với chị hai chưa ngủ nữa? Trời ơi, nhỏ nhỏ một chút. Má hai mới vừa ngủ đó, ấm sầm mà. Vậy là má hai đỡ rồi mới ngủ yên được ha? Ừ. Đỡ với anh hai. Con Di nó thắc mắc hai đứa đi đâu mà dạo này hay về khuya kìa. Má nói tụi bay đi làm mướn, tại công việc nặng không ai làm nên mới tới mình. Dạ tại em lo, không biết hai người đi đâu làm gì. Thì là toàn mấy chuyện đi móc cống, rồi nạo vét hầm cầu. Làm ban đêm để lỡ có bốc mùi thì đỡ bị la. Giờ đó người ta ngủ hết trơn rồi. À đúng rồi em. Thôi con đi làm cả ngày con đuối quá má ơi. Em đi về ngủ em. Thôi về ngủ sớm đi con. Dạ. Anh chị hai về ngủ đi ha. Thưa má con về. Dạ. Em cũng đi ngủ sớm đi. Dạ. Về đi con. Dạ thưa má con về. Má, mấy ngày nay bà Sáu Bé có cho người qua đầu tiền mình không? Hôm tuần trước thì có, nhưng mấy bữa rồi không thấy, cũng không thấy nhắc nhở nợ nần gì. Má tính hỏi con coi làm sao nè. Trả xong rồi má. Xong rồi hả? Con cũng trả hết nợ cho má rồi. Con lấy số hồng về cho má hai luôn rồi. Trả hết nợ rồi phải không? Hết rồi má. Tụi nó muốn con với anh hai làm với tụi nó luôn. Mình hết nợ tụi nó rồi, đâu cần làm chung với tụi nó làm gì. Nợ thì hết rồi, nhưng mà để trị cho má hai thì đường còn dài lắm. Mình không để má hai tật nguyền được, cũng không thể vay mượn hoài. Còn số tiền kia, má con mình nhất quyết không đụng tới nha. Đúng vậy. Tiền đó má để cho tụi con phòng thân sau này, khi mà má... Má, tụi nó để tụi con làm hết hả? Tụi nó trên bờ chờ tụi con. Con với anh hai đánh xong thì tụi nó đòi chia đôi. Chia đôi? Dạ. Mình hết nợ tụi nó rồi, không còn dính dáng gì nữa. Ngày mai con nói với Tài Lanh, con với thằng Hiếu bỏ, không làm nữa. Mình nghĩ ngang vậy sao nó chịu má? Nó chịu hay không không quan trọng. Dù sao nó cũng không dám tố cáo mình. Bây giờ mình không còn nợ nần gì nó nữa, không cần phải ở dưới trướng nó làm gì. Mình sẽ làm như trước đây. Dạ. Má. Má ơi, mình đừng làm ăn cướp nữa má. Con không dính gì tới chuyện này, chỉ má với hai anh con thôi. Đi vô ngủ đi. Má, con sợ rủi như có chuyện gì thì sao. Má ơi, mình làm gì cũng được hết á, đừng đi ăn cướp nha má. Con đáng đi bán với chị hai, rồi anh ba cũng sẽ đáng làm mà má. Con im đi. Mình cắm đầu làm được cực khổ cả đời rồi mà lúc nào cũng ngập trong nợ nần. Những gì mình có thể làm, cả nhà mình cũng làm hết rồi. Bây giờ mình cùng đường rồi Mận à. Con coi như không thấy, không nghe, không biết gì hết. Má không muốn con dính vô mấy chuyện này. Vô đi. Đi vô.
Mượn tay xíu coi. Gì vậy? Thấy ghê quá. Nè. Trời. Em cất đi. Ngày mai kiếm gì ngon ngon cho ba ăn. Rồi coi đưa ba đi khám bệnh coi sao, chứ hổm nay anh thấy ba không được khỏe đó. Sao nhiều tiền dữ vậy? Thì lao động nặng nhọc mà, tiền công phải xứng đáng chứ. Thôi ngủ đi em, anh đi tắm cái vô ngủ ha, khuya rồi. Ông ngoại có thấy mệt không? Ông ngoại có sao đâu. Nay con đi học có gì vui không? Dạ, lớp con tụi nó rủ đi Vũng Tàu. Vậy rồi chừng nào con đi? Dạ, cuối tuần này á ông ngoại. Đi nhớ đem theo áo khoác nghe. Ngoài đó là gió dữ lắm mà. Mà trong người con thì không được khỏe đó. Con đâu có đi đâu. Sao vậy? Đi chơi với bạn cho nó vui đi con. Nhưng không có ai ở nhà với ông ngoại hết. Ông ngoại có làm sao đâu, con cứ đi chơi đi. Tại con ghét cha Tùng quá. Cứ tranh thủ ở chỗ đông người là thể hiện tình cảm công khai. Mà con á đâu có tình ý gì với anh chả đâu. Mất công mang tiếng nữa. Cái thằng đó cũng kỳ thiệt. Người ta khó chịu thì thôi, đeo theo chi vậy không biết. Người gì đâu mà lì thấy ớn luôn á ông ngoại. Ừ. Với lại con cũng có nhiều bài tập để làm lắm. Đi chơi về làm không có kịp đâu. Vậy thì thôi, chứ đừng có nói là ở nhà là vì ông ngoại nha. Ông ngoại không có thích à. Không có đâu. Thôi con đi nấu cơm nha ông ngoại. Thấy ai không? Lại không thấy người đó nữa phải không? Dạ. Không thấy ai hết đó ông ngoại. Sao người ta không chịu cho mình biết mặt hả ông ngoại? Người ta đang làm việc tốt mà. Ông ngoại cũng không biết nữa. Người ta âm thầm như vậy từ khi ông ngoại bệnh tới giờ. Nếu không có họ, con cũng không biết phải làm sao nữa. Nhận được sự giúp đỡ của người ta mà mình không biết tên tuổi mặt mũi thì làm sao mà trả ơn được đây. Con có đoán là ai không? Dạ không. Ở đây thân thiết với ông cháu mình chỉ có má con Lượm mà thôi. Gia cảnh nhà nó thì quá cực khổ nữa. Từ lúc mà ba hai của tụi nó mất cho tới bây giờ, cả nhà phải đi kiếm tiền để chạy chữa cho má hai của nó. Tiền đâu mà nó giúp cho ông cháu mình đây? Anh Trọng phải làm hai công việc lận đó ông ngoại. Vừa bốc vác ở ngoài bến mà vừa đi rửa xe nữa. Đâu có mở cái bịch ra coi. Dạ. Có thuốc cho ông ngoại nè. Lần này người ta cho tiền nhiều lắm ông ngoại. Có tờ giấy nữa nè ông ngoại. Giấy viết cái gì vậy con? Dạ, hãy đưa ông đi khám lại và cố gắng chữa bệnh cho ông mau khỏe. Chữ gì đâu mà xấu quá à. Là ai vậy cả? Con có ghé ông ngoại không? Dạ có. Phải lo cho ông ngoại trị bệnh cho dứt đi, để lâu quá không tốt đâu. Con có để tiền cho ông ngoại đi khám để coi kết quả sao rồi mình tính tiếp. Con ăn cơm bên đây rồi có nói cho con Di biết không, để nói trong á. Dạ con nói rồi má. Thôi con chạy về bệnh với vợ con nha má. Ờ con về bệnh má hai ơi. Má hai.
Không biết biết mới ra làm sao mà ông già vợ con khó chịu, ông nhằn nhằn vợ con hoài. Chắc bệnh già chồng má hai. Thôi đừng có ghẹo bà nữa. Con giỡn, thôi con về. Thôi đi về đi. Chọc hoài à. Thôi không sao, không sao. Thấy chưa? Anh hai này. Thôi mọi người đừng chọc má hai nữa, để má ăn cơm. Sao vậy? Không ăn nữa hả? Bỏ mứa hả? Thôi no rồi thì thôi, lau miệng cho má hai rồi con qua đây con ăn đi. Hai ngồi chơi chút nghe. Má hai không ăn hết đi chứ, ăn mà còn bỏ mứa nữa. Thì tất nhiên rồi, nghèo á lấy đâu ra tiền để mà chưng diện. Trời ơi mẹ ơi, không phải là cái ý đó. Ý con á là bản chất của Mận kìa. Mẹ biết không, Mận tự mày mò học hay. Bây giờ mẹ tự may đồ bán được luôn kìa. Mấy ai làm được vậy đâu. Bây giờ con đang yêu thì cái gì của cô ta con cũng thấy đẹp hết. Nhưng những chuyện mà con nói thì rất là bình thường. Trời ơi, khi nghèo thì ai cũng phải cố hết sức chứ, bằng mọi cách để khá lên. Đâu phải mình cô ta biết cố gắng đâu con. Mẹ, mẹ, con yêu Mận mà, con muốn cưới Mận. Mẹ ủng hộ con với mẹ. Mẹ không có nói nhiều, mẹ không có qua nhà cô ta đâu. Mẹ, một lần thôi, đi vì con trai của mẹ mà. Nhá. Thôi được rồi. Mẹ không muốn con nghĩ là mẹ cố chấp, bắt con phải làm theo ý của mẹ. Bây giờ mẹ sẽ đi với con. Dạ. Nhưng mà con không có báo trước à nghe. Mẹ muốn mọi việc phải tự nhiên. Nhưng mà còn kết quả như thế nào thì mẹ không có nói trước à. Được rồi, mẹ muốn sao cũng được hết. Mẹ làm mẹ chịu đi. Cảm ơn mẹ nha. Mẹ. Gì? Mẹ thay đồ đi. Đi, thay đồ đi liền mẹ. Ui. Đi, nhanh lên. Từ từ. Nhìn lên đi. Lé mẹ bây giờ nè. Ê. Hả? Coi kìa. Cho em ly anh hai. Nè. Uống được không? Má. Chiều nay nghe ông hai sẽ xuất bến về Bến Tre. Ghe đó vừa xuống hàng xong, tiền để trong tủ, trong buồng lái phía bên trái. Ghe đó có 4 đàn ông và 1 phụ nữ. Trên đường về họ sẽ ghé ngang qua khúc cầu Bình Điền để lấy hàng về tỉnh. Bởi vậy mình phải làm trước, nếu không tiền bạc sẽ bị hao hụt đó má. Nếu mình làm sớm, ghe nó vẫn còn trong bến, không hay. Má muốn ghe ra tới địa phận khác sẽ tốt hơn. Không được đâu má ơi. Nếu mình chờ nó ra tới địa phận thì nó xài hết tiền cho việc lấy hàng rồi. Mình đâu còn bao nhiêu đâu. Dạ. Biết vậy, nhưng dạo này công an đường sông của thành phố bắt đầu để ý rồi đó. Mình phải bớt động một chút. Đúng ra mình phải im ắng một thời gian. Nhưng má hai cần điều trị sớm, nếu không có nguy cơ ngồi xe lăn suốt đời. Ông ngoại cũng cần tiền để điều trị cho khỏi, để lâu không tốt đâu má. Má yên tâm đi, không chỉ có mình canh me mấy chiếc tàu đâu, bọn tài lanh cũng dòm ngó. Nhưng mà tụi nó không rành về đường đi đất bước của mấy chiếc tàu như mình. Tụi nó đánh hú quạ trên bờ thôi, năm ăn, năm thua. Cho nên bây giờ mình phải tìm cách đánh lạc hướng, đừng cho tụi nó có cơ hội ăn trên bờ. Con dậy tàu ra địa phận mình mới có ăn được. Làm theo ý anh hai con đi, tới đâu hay tới đó, cẩn thận là được. Dạ. Má, anh hai ba. Làm gì ạ? Gì đó? Gì ạ? Má, qua đây con nói nghe. Gì vậy? Con nói nghe. Gì trời? Con mới lãnh đồ về sửa cho người ta. Bao nhiêu đây á hả, là sửa gần 200 ngàn luôn á, đâu ít đâu. Dữ vậy hả? Dạ. Má má, nó làm gì quán má hai nó thiếu đồ dẻ. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Cái đồ dẻ của quán má hai còn ghê hơn này nữa. Đồ mặt của người ta, nói bậy không. Má má. Ai vậy? Ai vậy con? Mẹ tôi nhớ má.
Dạ, con chào dì. Đây là mẹ của con. Chào dạ, chị. Cô chào bác. Dạ, đây là má dạ, của con. Chào bác. Con đi làm nha má. Con đi làm nha má. Dạ, anh đi nha. Đó là thằng Hiếu với thằng Trọng, anh của con Mận. Dạ. Hai đứa nó siêng lắm, bây giờ ra bốc vác ngoài bến á. Tuấn, con có đi lượm dạ. nhà không vậy? Đâu có đâu, đúng rồi mà. Cà phê này uống được. Ê, anh Hải. Anh mày là thằng nào? Em xị đau quá. Anh về nào vậy anh Hai? Tao mới về. Ủa sao không cho tụi em biết? Biết tôi làm cái gì? Dạ để tụi em nghinh đón anh Hai trở về. Bây giờ biết cũng đâu còn muộn. Dạ. Ủa mà anh đi đâu vậy? Hỏi lạ. Tao về nhà tao chứ đi đâu. Nhưng mà nhà anh bị tịch biên hồi đó rồi mà. Tao đâu có khùng đâu mà không biết. Tao giờ dần qua một chút xíu không được sao? Dạ, được. Em mời anh. Đi rồi. Ê. Cái gì vậy? Xin lỗi. Bị gì vậy cha? Tao lỡ tay. Rồi, để tao bẻ cho mày. Bảy, đau quá. Sao vậy? Trời ơi. Xin lỗi. Ê, ổng về á, ổng thoáng qua nhà ổng chắc ông đau lòng lắm ha. Đau lòng gì đau lòng, của thiên trả địa, giờ trả lại cho ta có gì đâu, đúng không? Mày nói hay quá, ổng nghe được ổng cắt đầu mày cho coi. Trời, mày nghĩ ổng còn sức hả? Mình nín đi, giờ lo đi mua đồ nhậu về tiếp đãi ổng đi. Gì vậy? Hết thời tiếp đãi ổng chị. Tao nói nghe, đại ca mày biết được là mày xác định luôn rồi nha. Ủa rồi đại ca biết ổng về chưa? Biết. Phê thải như ổng, ai nhìn mà không liếc nữa con mắt, chứ đâu mà tiếp đãi. Đau quá. Xin lỗi, đi vô. Trời đất ơi, ông ngoại. Ông ngoại làm gì vậy? Ông ngoại muốn tập đi á thì ông ngoại phải chờ con về chứ. Này, ông ngoại ngồi xuống đi. Ông ngoại đi một mình như vậy á, lỡ ông ngoại té sao? Con thì ông ngoại cũng phải ráng tập để nhúc nhích chân tay chứ. Chứ cái chuyện gì cũng ỷ vô con hoài sao được. Nhưng mà ông ngoại còn yếu lắm. Ông ngoại không có được đi ra ngoài một mình nghe chưa. Ông ngoại muốn tập, đặng ông ngoại tự đi ra ngoài cho nó thoáng. Vậy thì mai mốt á, ông ngoại chờ con về, con đưa ông ngoại đi dạo nha. Thôi, con vô thay đồ đi, rồi ra ông ngoại hỏi con chuyện này. Dạ. Nhẹ nhẹ thôi nha. Ê. Vẫn biết bây giờ là thơ của tụi bay. Còn tao về giường rồi, nhưng mà gặp nhau cũng phải chào một tiếng cho phải phép chứ. Dù sao tao cũng là bậc tiền bối kia mà. Sao bất lịch sử quá vậy hả? Giang hồ tứ chiến mà lịch sử con mẹ gì.
mày thấy chưa? Thấy gì? Ghế còn không có để ngồi nữa. Ông ngoại, ông ngoại tính hỏi con chuyện gì vậy? Lúc này con đi học bình thường hả? Dạ, con vẫn học bình thường mà. Có gì không ông ngoại? Có ai nói gì con không? Hay là con có gặp ai lạ không? Dạ không, con đâu có gặp ai lạ đâu. Bộ có chuyện gì hả ông ngoại? Thì ông ngoại hỏi vậy thôi. Nè, nếu mà có gặp ai hay là có chuyện gì lạ, nhớ nói cho ông ngoại biết liền nghe. Dạ. Mà sao ông ngoại lại hỏi con vậy? Tại ông ngoại tự nhiên thấy nó bất an vậy mà. Có gì đâu mà ông ngoại bất an. Chắc tại mấy bữa nay ông ngoại mất ngủ cho nên mới vậy á. Lúc này á, con thấy ông ngoại khó ngủ lắm á. Cứ nằm lăn qua lăn lại, rồi còn ho nữa. Con làm như con là thầy bói vậy. Con á không phải là thầy bói. Con nằm ở trong phòng á, con nghe ông ngoại trở mình rồi thở dài hoài à. Ông ngoại đang lo chuyện gì vậy? Ông ngoại nói cho con biết đi. Có gì đâu con. Ông ngoại già cả, hãy nghĩ lẩn thẩn vậy thôi. Phương à. Dạ. Đi học về là con phải về nhà với ông ngoại, đừng có đi đâu nghe. Dạ, thì đi học về là con về nhà liền mà. Mấy đứa bạn rủ đi Vũng Tàu đó, con cũng đâu có đi đâu. Vậy là ông ngoại yên tâm rồi. Đúng là ông ngoại đang lo lắng chuyện gì đây nè. Tại vì bây giờ ông ngoại thấy xe cổ rồi giao thông nó tệ quá, tai nạn nó xảy ra hoài, cho nên là ông lo vậy thôi. Ông ngoại muốn con ở nhà hoài với ông ngoại, để ông ngoại nhìn hoài đúng không? Phải chia anh em và thằng Hiếu đừng có chết nhát. Là tụi mình khỏe. Tính huấn luyện cho tụi nó rành nghề, rồi ra sông lớn, ăn mấy tàu lớn cho đáng. Cuối cùng, vừa trả nợ xong, bỏ chạy tháo thân. Đúng là nhát như thổi đi. Hay bây giờ mình gài cho nó mắc nợ nữa, rồi nó làm cho mình anh. Tụi bay làm biến quá. Anh em tụi nó mà được huấn luyện đàng hoàng là hơn tụi bay mấy bậc đó. Thôi anh ơi, nó cũng chết nhát hơn tụi em mấy bậc đó. Thôi, đừng nói tào lao nữa, làm miếng đi, rồi đi làm. Tao ngồi đây đợi tụi bay. Dạ, vô. Tụi bay cẩn thận đó. Dạ. Gì kỳ vậy? Chắc chắn có thằng ăn hớt mình. Chắc có bằng nào chơi lén. Bài binh bố trận cho đã, rốt cuộc gì tới không? Gì vậy? Ta biết được đứa nào, ta sẽ đẹp liền đó. Thôi, đi về. Tức thì. Không ngồi chờ sẵn rồi kìa. Dạ, chú Sáu. Tụi con mới tới chú Sáu ơi. Nè, bữa nay á, tụi bay phải làm trễ một chút xíu nha. Dạ. Hàng nhiều quá trời mà bây giờ tụi bay mới tới à. Cà tịch cà tan, kiểu này Tết Công Gô mới xong á. Trời, ăn sáng xong ra đây liền nè. Lâu lâu trễ xíu làm ghê. Thôi được rồi, bây giờ tối nay hai anh em tôi làm cho tới tối luôn. Tụi bay làm như tao bóc lột sức lao động bay không bằng. Tao cũng cho nghỉ trưa, rồi cho ăn giữa buổi. Thôi, chuẩn bị lên hàng đi. Ừ, làm liền. Uống ly cà phê được không? Uống lẹ đi rồi làm nha. Cho hai ly cà phê em ơi. Dạ. Cho cười tiền. Dạ cảm ơn. Mình về. Đầu tuần á, con đưa má hai đi tái khám đi. Nói với bác sĩ, cứ chạy chữa cho má hai cách nào tốt nhất. Bây giờ mình đủ sức rồi. Còn ngoài thì sao hả má? Ông ngoại thì chờ lần tới đi tái khám, coi bác sĩ nói làm sao.
mình mới biết phải lo bao nhiêu. Nhưng mà không sao, dù gì mình cũng phải lo cho ông ngoại. Má, có chuyện gì hả? Hôm bữa mẹ của anh Tuấn nói chuyện với má làm sao rồi? Má coi mọi không ổn rồi á. Bà không có chấp nhận hoàn cảnh nhà mình. Anh Tuấn anh nói với con là mọi chuyện ổn hết mà. Ổn đâu, bà nói chuyện cũng lịch sự, không có gì quá đáng. Nhưng mà cái ý rõ ràng là bà không muốn cho thằng Tuấn cưới con. Con cũng đoán vậy. Bà nói thì nhẹ nhàng thôi, nhưng nghe tủi lắm. Bà nói thằng Tuấn với con cách xa nhau quá về môi trường sống, về sự giáo dục, về nhận thức, rồi ôi đủ thứ hết á. Nói trắng ra đó là con của bà là được dạy dỗ đàng hoàng, còn con là ở tầng lớp thấp hèn. Thôi thôi, nhắm không được thì giãn ra đi con, chứ để lậm vô rồi tình cảm sâu nặng khó dứt lắm. Để người ta nặng nhẹ mà mình không nói lại được thì đau lắm. Má nói vậy đó, con thấy làm sao cho phải thì thôi. Con biết rồi má.